Phương Hương xin được kính gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình giao lưu trực tuyến ngày hôm nay. Chương trình được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển NNRIS và đang được phát sóng trực tiếp trên fanpage Rana Nutifood Thụy Điển. Thưa quý vị và các bạn, trước khi bắt đầu chương trình thì cho phép Quỳnh Hương xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị khán thính giả đã dành thời gian để lắng nghe buổi trò chuyện này. Bởi vì chủ đề của chúng ta ngày hôm nay hứa hẹn sẽ là một cái chủ đề hết sức là ý nghĩa mà bản thân Quỳnh Hương cũng đang rất là nóng lòng cùng với tất cả các vị khách mời đang có mặt trong chủ đề ngày hôm nay có thể chia sẻ được. Nếu như mà chúng ta có theo dõi cái chủ đề của tháng trước thì ở số livestream trước với chủ đề là lắng nghe cơ thể, tâm khỏe, thân khỏe, tâm an cùng yoga trị liệu cơ xương khớp thì Quỳnh Hương cũng đã có cơ hội được gặp gỡ và trò chuyện cùng với chuyên gia Thu Sinh để chúng ta có thể bàn về cái tầm quan trọng của cơ xương khớp cho người lớn tuổi nè, rồi các phương pháp dinh dưỡng và bài tập yoga trị liệu đơn giản tại nhà giúp cho người lớn tuổi của chúng ta có thể lắng nghe cơ thể của mình nè, rồi nâng cao sức khỏe hệ cơ xương cũng như là tăng cường cái sức dẻo dai. Và ngoài ra thì Quỳnh Hương cũng như là quý vị khán thính giả còn được học cái cách để mà điều hòa hơi thở giúp cho khí huyết lưu thông tốt để cho thân khỏe và tâm an. Và ngày hôm nay thì như Quỳnh Hương cũng có chia sẻ thì chúng ta sẽ bàn về cái chuyện lắng nghe. Đây là một cái điều hết sức là đặc biệt mà chắc chắn là những người làm con, những người làm cha, làm mẹ đều quan tâm. Đó chính là chủ đề lắng nghe ba mẹ bằng tình yêu và chăm sóc ba mẹ bằng khoa học. Và trước khi Quỳnh Hương đi sâu hơn vào trong nội dung của buổi trò chuyện này thì xin mời các bạn cùng Quỳnh Hương cũng như là tất cả các bạn khán thính giả khác chúng ta cùng lắng nghe những đoạn chia sẻ rất là đặc biệt. Đó là những lá thư, những dòng chia sẻ chưa bao giờ được gửi đến người nhận cả. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mình có mẹ bị Alzheimer. Lúc ban đầu chỉ nghĩ đơn giản là người lớn tuổi thì hơi đãng trí vậy thôi. Có đôi khi mình bực dọc vì mẹ cứ quên trước quên sau hoài. Cho tới một hôm, mình nhớ hôm đó là trước khi dịch bùng phát, mình tan làm về trễ do cuộc họp đột xuất. Về nhà thì không thấy mẹ đâu. Tính mẹ không thích ra ngoài nhiều nên tự nhiên thấy bất an. Gọi điện hoài mẹ không nhấc máy. Cả nhà lúc đó cuống quýt đổ xô đi tìm. May mà có cô người quen ở câu lạc bộ hưu trí bắt gặp mẹ đang loay hoay tìm đường nên đưa mẹ về giùm. Trong khoảnh khắc ấy, mình mới thực sự nhận ra mình vô tâm và chủ quan với căn bệnh mẹ đang mắc phải như thế nào. Và căn bệnh này nó mới nguy hiểm làm sao. Thư gửi mẹ. Cảm ơn mẹ đã khỏe lại và trở về cùng gia đình sau những ngày chống chọi với Covid-19. Những ngày dịch vừa qua, trải qua bao nhiêu thăng trầm, Covid khiến gia đình mình sát lại nhau hơn, nhưng cũng có thêm nhiều mâu thuẫn hơn. Có những ngày con muốn bỏ cuộc, mặc mẹ muốn làm gì thì làm, vì dù con có nói gì, có khuyên mẹ ráng uống sữa, uống sâm, hay không nên ăn những món đồ không rõ nguồn gốc, không nên nghe theo các phương thuốc chia sẻ vô tội vạ trên mạng, mà mẹ vẫn vậy, chỉ làm theo ý mình, ậm ừ kiếm lý do từ chối những lời khuyên của con. Gặng hỏi tại sao nhiều lần mà mẹ cũng không trả lời, không chia sẻ. Mấy ngày đầu Covid-19 diễn ra, mẹ cứ chủ quan vẫn đòi đi chợ truyền thống, không cho đi lại nói buồn, khó chịu, đôi lúc lại vô ý kéo khẩu trang nói chuyện. Nên rồi chuyện gì đến cũng đến. Ngày mẹ khó thở vì dương tính Covid làm cả nhà lo lắng đến phát khóc. May mà ông trời phù hộ, mẹ đã khỏe lại và trở về cùng với gia đình. Con mừng lắm, chỉ mong mẹ khỏe mạnh, an nhiên, sum vầy cùng tụi con lâu dài. Gửi con gái của mẹ. Mẹ xin lỗi con vì mẹ đã già. Mẹ cũng biết tính khí và sức khỏe của mẹ những ngày này biến đổi lên xuống liên tục, đã khiến con phải cực khổ. Thế hệ mẹ sống và thế hệ tụi con khác nhau nhiều quá. Mẹ quen ăn uống đơn sơ và trân quý bữa ăn gia đình với những món ăn dân dã, nên đôi khi mẹ không vui khi cả nhà cứ gọi đồ ăn bên ngoài hoài. Mẹ kêu cho mẹ nấu thì lại nói mẹ già rồi, nghỉ ngơi đi.
rồi cái tính phung phí mua nhiều đồ tẩm bổ quá, mà mẹ thì chẳng ăn nổi. Mấy ngày nay hình như mẹ nghe khó hơn, nên chắc đã khiến tụi con bực dọc vì phải nói lặp lại 2-3 lần. Mà con ơi, mẹ sợ và tủi thân lắm. Mỗi khi tụi con nói to như quát vào mặt mẹ, mẹ cũng biết tụi con tiếp cận nhiều thông tin tiên tiến, nhưng mẹ cũng từng trải nhiều hơn tụi con. Đôi khi một vài kinh nghiệm xưa cũ mà biết linh động ứng dụng, nó quý hơn vạn lần những cái mới con à. Nhiều lúc mẹ chia sẻ mà tụi con chẳng thèm nghe mẹ nói, mẹ buồn lắm. Chắc là mẹ lỗi thời lắm rồi nhỉ. Ba mình thuộc kiểu người lạnh lùng, ham công tiếc việc và ít khi thể hiện tình cảm lắm. Giờ ba cũng đã 65 tuổi mà vẫn đam mê công việc làm rẫy. Ngày nào cũng bưng bê, đẩy phân, tưới nước, bẻ cành, ngoài rẫy cà phê. Nhiều lúc thấy ba gắng làm cho xong mà mặt thì nhăn nhó, tay thì đấm đấm cái lưng vì bị xương khớp hành bao nhiêu năm qua. Đâu vậy đó mà con nói làm bớt lại, không chịu là không chịu. Cứ nói tụi mày biết cái gì mà nói, tao còn khỏe lắm, không làm là còn đau hơn. Đầu năm nay khi mình đang công tác nước ngoài, nhận được cuộc gọi của mẹ báo ba bị té gãy xương phải nhập viện. Bác sĩ khuyên rằng đủ đường, uống thuốc và chú ý bổ sung sữa thì mới chịu tuân thủ nghỉ ngơi. Mà sau khi xuất viện đâu cũng vào đấy. Thật, ở phương xa mà không ngày nào không lo lắng. Chỉ mong Covid có thể sớm bớt để mình sớm về Việt Nam dẫn ba đi khám, chứ không là vẫn chứng nào tật nấy. Chủ quan ghê lắm. Con trai của ba, ba hiểu con đang trong hành trình cố gắng lập nghiệp nơi xứ người, nên ngày nào cũng rất bận rộn. Nhưng mà người già sợ nhất cảnh cô đơn con à. Nên nếu các con đã hiểu thì hãy thương cho tròn. Tình thương ấy không đánh đổi bằng tấm ngân phiếu kết xù hay quà bánh đắt tiền, mà chính là thời gian. Một lúc nào đó trong ngày mà các con thấy trống vắng thừa thải, dù chỉ là 5-10 phút, thì hãy mang đến tặng cho ba giờ phút vô nghĩa ấy. Bản chất nó là vô giá, nhưng lại vô cùng quý báu nếu chia sẻ đúng đối tượng. Con dư biết, sáng chiều ba lủi thủi hết ngồi lại nằm. Nếu con đến thăm, nhớ bỏ hết công việc và lo toan ở ngoài xe trước khi vào nhà. Tránh cảnh thân tâm mỗi chỗ mỗi nơi, để cha con sống thật những kỷ niệm bên nhau. Người già như ba đương nhiên ăn nói sẽ không còn mạch lạc, hấp dẫn, đôi khi lại nhớ nhớ quên quên. Xin con đừng nhăn nhó, hãy nhẫn nại ngồi nghe như thuở nuôi con còn bé. Ba đã từng chăm chú theo dõi tiếng con bi bô học nói, lặp đi lặp lại nhiều lần một chữ, từ ngày này qua ngày nọ liên hồi. Những tâm sự trên có lẽ rất là quen thuộc với tất cả chúng ta, phải không ạ? Và chắc hẳn là quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình cũng sẽ thấy đâu đó thấy mình ở trong những cái câu chuyện và những chia sẻ vừa rồi. Bởi vì thật sự chúng ta thấy rằng là có không ít những cái rào cản, những cái khó khăn và những cái mâu thuẫn đã thực sự nảy sinh giữa cha mẹ và con cái ở trong cái hành trình mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta đang chăm sóc sức khỏe cho cha mẹ, đặc biệt là khi mà cha mẹ của chúng ta đã bước đến độ tuổi cao niên rồi. Và thông thường thì ai ai trong chúng ta cũng sẽ rất là háo hức đi và chuẩn bị sẵn một cái tâm lý và thật sự là kỹ càng trước khi mà chúng ta đón cái đứa con chào đón cái đứa con đầu lòng ha. Rồi chúng ta cũng sẽ sẵn sàng mọi mặt, về mặt sức khỏe, thể chất lẫn cái sức khỏe tâm lý của mình, để bước vào trong một cái chặng đường mới.
để có thể chăm sóc cho những cái thiên thần bé nhỏ của gia đình. Thế nhưng mà thực chất đã có một cái hiện thực xảy ra rằng cái việc chuẩn bị hành trang để đồng hành cũng như chăm sóc cha mẹ già khi bước vào trong giai đoạn cao niên lại thường không có được coi đúng mực, thường bị lãng quên hoặc là bị xem nhẹ. Cho đến một cái ngày mà khi mà chúng ta giật mình nhận ra rằng bây giờ sao cha mẹ mình khác quá vậy, và không biết là cha mẹ mình khi mà bước vào trong tuổi cao niên từ bao giờ rồi. Và mình cảm thấy là mình rất là bối rối, bởi vì mình hồi nào giờ mình không có chuẩn bị một cái tâm thế nào để mình có thể chuẩn bị chăm sóc và quan tâm như thế nào là phù hợp, là thỏa đáng. Và rất là nhiều người làm con như chúng ta cảm thấy mình hoàn toàn chưa sẵn sàng. Và chính vì vậy, cái phía ngược lại thì người lớn tuổi cũng vậy. Thường thì chúng ta thường có cái thói quen chuẩn bị cho một cái kế hoạch già đi, vẫn mang một cái tâm lý nó hơi chủ quan một chút xíu, rằng là có quy luật của vũ trụ mà, sinh ra thì phải có lão đi. Đó là một cái quy luật tất yếu của cuộc sống. Thế nhưng mà cái việc mà chúng ta nhận thức được và trang bị cái kiến thức và chuẩn bị cho mình một cái hành trang tâm lý từ sớm, đó cũng sẽ là một cái dạng gọi là tư lương ha. Một cái điều mà giúp cho cuộc sống khi về già của chúng ta trở nên an lành, tốt đẹp và chất lượng cao hơn rất là nhiều. Và chính vì vậy mà ngày hôm nay tất cả chúng ta đang có mặt tại đây ngày hôm nay tại buổi giao lưu trực tuyến cùng với việc mừng cái tháng quốc tế người cao tuổi với chủ đề là lắng nghe ba mẹ bằng tình yêu, chăm sóc ba mẹ bằng khoa học. Và đây là tập thứ 3 trong chuỗi chương trình Listen Show, lắng nghe để sống khỏe cùng Vana do Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood tại Thụy Điển NNRIS tổ chức và phát sóng tại fanpage Vana Nutifood Sweden. Và đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay thì Quỳnh Hương xin được giới thiệu tiến sĩ bác sĩ Đào Thị Yến Phi, trưởng bộ môn dinh dưỡng trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào chị Phi ạ. Và một nhân vật nữa cũng đã khá là quen thuộc với tụi mình, tại vì là chúng ta đã từng gặp gỡ chị ở cái số phát sóng đầu tiên rồi, đó chính là tiến sĩ xã hội học, thạc sĩ tâm lý lâm sàng Phạm Thị Thúy. Xin chào chị Thúy ạ. Dạ rồi, yeah. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào trong cái nội dung chính ha. Đầu tiên thì mình sẽ đi tới những cái mâu thuẫn thường gặp khi mà chúng ta chăm sóc cha mẹ già. Cái này thì gọi là đoạn trường ai có qua cầu mới hay nè. Tại vì khi mà cha mẹ của chúng ta già đi á, biết bao nhiêu là những cái gọi là mâu thuẫn rồi trên trao, rồi những cái cảm giác tuổi thân về tâm lý. Mỗi người một vẻ, không có ai giống ai hết. Vậy thì quay trở lại cái đoạn thư thoại hồi nãy thì không biết là tiến sĩ Thúy và bác sĩ Yến Phi thì có thể chia sẻ cái điều gì hơn nữa dưới góc nhìn của chuyên gia tâm lý và chuyên gia dinh dưỡng và sức khỏe không ạ? Trước hết em xin mời chị bác sĩ Yến Phi ạ. Dạ, xin chào Quỳnh Hương ạ. Xin chào tiến sĩ Phạm Thị Thúy. Chào tất cả quý vị khán giả. Và có lẽ là cho Phi gửi lời đặc biệt chào đến những người cha người mẹ, đến những người con đang chăm sóc cha mẹ già của mình. Thì nghe những cái đoạn thư thoại vừa rồi thật sự Phi xúc động lắm, tại vì bố mẹ Phi năm nay cũng ngoài 80 tuổi và Phi cũng là một trong những cái gọi là người bận rộn suốt ngày với công việc của mình. Phi rất bận rộn và chính vì vậy cho nên cái thời gian tiếp xúc với bố mẹ giờ bây giờ nhìn lại á, rõ ràng là không có nhiều. Và tất cả những cái điều vừa xảy ra vừa được nghe trao đổi từ quý vị khán giả gửi về thật sự làm Phi rất xúc động, bởi vì chính Phi cũng đang giật mình nhận ra một cái điều là bố mẹ Phi đang già đi. Tất cả những cái điều mà là xuất hiện trong cuộc đời của bố mẹ như là tóc bạc hay là da mồi, thật sự nó còn chưa có quan trọng bằng cái chuyện là bố mẹ đang nghĩ gì về cái mối liên quan với con cái. Tự nhiên mình giật mình nhận ra rằng đúng là mình đã không làm tròn tất cả những cái điều cần phải làm với cái vai trò của một người con. Ngay cả một cái người gọi là có kiến thức nhiều như Phi mà cũng không thể chuẩn bị sẵn sàng cho việc đó. Cho nên Phi hy vọng rằng đây là một cái thời gian mà chúng ta có thể cùng trao đổi với nhau để có thể yêu thương nhau hơn. Suy cho cùng thì đó chính là cái điều mà chúng ta nhắm tới khi chúng ta sống trong cuộc đời này. Dạ, dạ xin được cảm ơn chị bác sĩ Yến Phi. Về góc độ tâm lý thì chị Thúy cảm thấy như thế nào ạ? Dạ vâng, xin chào chị Quỳnh Hương, xin chào bác sĩ Yên Phi và xin chào tất cả các quý khán giả đang theo dõi chương trình. Rất vui được quay trở lại để chia sẻ về chủ đề lắng nghe liên quan tới người cao tuổi. Và quả thật là chủ đề hôm nay lắng nghe bằng tình yêu thương, chăm sóc ba mẹ bằng khoa học. Tên chuyên đề là Thúy rất là thích ạ, chị Quỳnh Hương, chị Yên Phi thấy thế không ạ? Và Thúy nghe 5 cái audio vừa rồi thì cũng như chị Yên Phi rất là xúc động. Vì là Thúy cũng là người trong cuộc, là trong nhà cũng có 4 người cao tuổi, cho nên là
Đúng như chị Quỳnh Hương nói, ai đoạn trường ai có quả cầu mới hay, mà những người già thì mỗi người mỗi tính mỗi nết đúng không ạ? Và nó có rất là nhiều những cái sự khác biệt giữa người già và người trẻ đấy ạ. Cái khoảng cách thế hệ của chúng ta khi mà chúng ta sống chung á, dù sống chung hay sống xa thì nó cũng có những cái mâu thuẫn xung đột khó tránh khỏi. Và chúng ta thấy đấy, rất tiếc là những lá thư kia không gửi được. Chứ tôi nghĩ là nếu mà gửi đến tay người nhận á, thì chúng ta sẽ tạo được sự đồng cảm nhiều lắm đấy. Chúng ta sẽ lắng nghe nhau và thấu hiểu nhau rất là nhiều. Cái vấn đề mâu thuẫn này thì tôi thường xuyên gặp trong các ca tư vấn của tôi. Và những người cao tuổi thì bên cạnh những cái biến chuyển về về sức khỏe như là bác sĩ Phi nói đó, thì thực sự là tâm lý của người cao tuổi thay đổi rất là lớn. Thời tuổi trẻ thì họ rất là sôi nổi, nhiệt huyết và cống hiến cho đi rất nhiều, nhưng mà khi mà họ về với tuổi gọi là tuổi xế chiều đấy, thì họ sẽ cảm thấy hẫng hụt, cảm thấy chênh chao, cảm thấy có những cái sự lo âu, có những cái sự khủng hoảng riêng. Và cá nhân tôi thì đang tư vấn cho 2 ca là các cô cao tuổi và có bị một cái chứng là rối loạn lo âu, lo về bệnh tật này, lo về con cái này, rồi lo về những tiêu cực trong xã hội này. Điều này làm các cô dằn vặt và ảnh hưởng đến sức khỏe rất là nhiều ạ. Giấc ngủ cũng như là chuyện ăn uống đều ảnh hưởng. Và chúng ta biết là trong một cái nghiên cứu khoa học về người cao tuổi gần đây nhất ạ, thì Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội đã cho thấy là 30% người cao tuổi khó chia sẻ tâm tư tình cảm với con cháu. Một phần lý do đó là vì con cháu quá bận rộn ạ. Chúng ta thấy rất là quen đúng không ạ? Và cái câu chuyện thứ năm đó, cái audio thứ năm chúng ta cũng thấy là người cha tâm sự với con trai: "Con ơi, bận rộn thế nào thì khi về nhà hãy để hết mọi bận rộn ngoài cửa." Tôi nghe mà tôi thấy xúc động quá à, thấy mình cũng có lỗi à, thỉnh thoảng mình cũng bận quá mà mình cũng không có chăm sóc được ba mẹ chu đáo như mình muốn. Nên quả thật là cái khủng hoảng tuổi trung niên này này, cái câu chuyện mà chúng ta cần phải lắng nghe này này, nó vô cùng quan trọng luôn ạ. Và chúng ta thấy là nếu như mà chúng ta quan tâm đến người cao tuổi, chúng ta sẽ thấy là họ cũng có những khủng hoảng riêng, ví dụ như là con cái trưởng thành rồi rời khỏi tổ ấm, cha mẹ giống như là sống trong trong cái tổ trống vậy đó, với những cái khủng hoảng như là sức khỏe suy giảm, đối diện với bệnh tật cái chết, rồi tình cảm xa con cháu cũng buồn lắm, rồi công việc thì không còn làm nữa, cho nên là rất là nhiều những cái khủng hoảng mà nếu chúng ta lắng nghe, chúng ta hiểu, thấu hiểu tâm trạng của ba mẹ thì chắc chắn là chúng ta sẽ có những cái giao tiếp tốt hơn, có những cái sự chăm sóc ba mẹ tốt hơn, vừa bằng tình yêu thương và vừa bằng tình khoa học. Dạ, em xin phép được dừng lời để chúng ta được nghe tiếp những câu chuyện tiếp theo ạ. Dạ, ngoài Cảm cái ơn việc chị mà Thúy. cái yếu tố mà liên quan tới tâm lý như bác sĩ như là tiến sĩ Thúy vừa mới nói, vì nghĩ các vấn đề thay đổi về sức khỏe tinh thần và thể chất của người bệnh của người già đó thì cũng là các cái vấn đề rất là phức tạp. Có những cái chúng ta thể nhìn thấy bằng mắt thường, ví dụ như là tóc bạc đi nè, da đồi mồi hay là lưng gù xuống, nhưng mà cũng có rất nhiều thứ mà chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường, ví dụ cái tình trạng lão hóa các cơ quan bên trong cơ thể, và chúng ta chỉ có thể nhận ra nếu như chúng ta chỉ chú ý rất kỹ những cái biểu hiện bên ngoài, như cái người lớn tuổi thường là họ bị nghểnh ngãng lẳng tai nè, rồi đi cũng chậm hơn, phản xạ cũng chậm hơn, các cái vấn đề về mặt tiêu hóa như là vị giác khứu giác thì đều giảm hết, cho nên họ ăn không ngon miệng, cái phản xạ khác cũng giảm đi, và cái ngay cả cái chức năng của cái ống tiêu hóa nó cũng giảm đi nữa, dẫn đến cái chuyện là cái cơ thể người cao tuổi sẽ mất dần những cái khối cơ. Khi mất khối cơ như vậy thì họ đi lại dễ bị mất thân bằng, rồi những cái cơ quan bên trong lão hóa, ví dụ như lão hóa các cái sợi dây thần kinh của chất trắng đó, nó làm cho người cao tuổi bị các cái bệnh lý liên quan tới cái trí nhớ, tức là mình nhớ nhớ quên 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 thực trí nhớ ngắn hạn nó bị mất đi, vân vân. Có rất nhiều cái yếu tố mà chúng ta phải chú ý rất kỹ thì chúng ta mới nhận ra như vậy. Thì theo cái thống kê của tại Việt Nam á, của Sở Bộ Y tế, chúng ta thấy là trung bình một cái người cao tuổi thì sẽ mắc từ 2 đến 3 cái căn bệnh gọi là bệnh mãn tính. Cái bệnh mãn tính này nó sẽ là cái bệnh mà người cao tuổi sẽ phải chấp nhận cái điều trị suốt đời, và với cái dinh dưỡng á, thì khi mà để bị mắc bệnh mãn tính thì chắc chắn phải có một cái khẩu phần ăn riêng cho cái bệnh đó, và lúc này thì đó là một cái khẩu phần ăn mà người cao tuổi không quen, từ xưa tới giờ họ không quen ăn cái kiểu đó, cho nên bây giờ họ phải chấp nhận những thay đổi cái thói quen của mình. Và chúng ta biết rằng với những cái người cao tuổi khi thay đổi thói quen thì khó lắm, nếu như mà họ ráng họ thay đổi được đi nữa thì cũng tạo nên những cái tâm lý ức chế rất nhiều, cho nên quả thật mà nói cao tuổi là đối diện với rất nhiều những cái vấn đề mà chúng ta phải nhìn thấy, phải thấu hiểu, phải thông cảm thì chúng ta mới có thể chia sẻ được với bố mẹ mình. Thật sự là Quỳnh Hương nghe với tất cả sự tâm đắc, là tại vì ở nhà Quỳnh Hương hiện bây giờ là đang sống cùng với cha và mẹ, thì cha Quỳnh là 83 tuổi, mẹ thì 76, và những cái vấn đề mà các chị nói
thì hầu như nó đều rải rác ở trong cha với mẹ Quỳnh hết ha. Cho nên cái thật sự hồi nãy trong những cái câu chuyện mà gọi là những cái lá thư không gửi, những cái đoạn chia sẻ không gửi, Quỳnh chạm nhất là ở cái chia sẻ cuối cùng, cái chia sẻ của người cha. Thì thật ra thì Quỳnh sống với cha cũng được 5 năm rồi. Từ khi mà cha Quỳnh bị một cái tai nạn mà không có đi đứng lại được thì nhất định là phải phải thỉnh cha mình lên đây để mà chăm sóc mỗi ngày. Nhưng mà cái giai đoạn trước đó thì cứ phải ở xa để mà nói chuyện với nhau qua điện thoại hàng ngày á, mới hiểu được cái cảm giác là cái người già họ cô độc dễ sợ luôn, và bản thân họ sợ hãi không có, bởi vì họ họ cảm thấy là những cái gì quý giá nhất nó đang rời xa họ rồi, bây giờ không còn tất cả những cái gì thuộc về đỉnh cao, và họ gần như họ đối mặt với một cái sự sa sút và xuống dốc một cách nhanh chóng, thậm chí có thể nhìn thấy từng ngày. Và bản thân khi mà mình đã không còn một cái gì để trông chờ tốt đẹp hơn ở đằng phía trước thì chỉ còn là một cái nỗi lo sợ, mà như là chị Yến Phi vừa tả đó, rất là nhiều những cái triệu chứng gọi là vi tế nhỏ nhỏ mà chỉ có cái người già họ mới nhìn thấy. Và thêm một cái bệnh rất là nặng ở người già là bệnh giấu, không biết là mọi người có giống em không, nhưng mà trời đất ơi, cha mẹ giấu bệnh một cách kinh khủng luôn. Và nếu mà mình mà gọi là theo kiểu sao sao mẹ bệnh không nói với con, sao cha bệnh không chịu la lên với con á, là có khi cả đời không biết luôn ha. Cho nên là thật chất Quỳnh nói thiệt với lại tất cả mọi người á, nếu như mà mình có cha có mẹ thì làm ơn chủ động lắng nghe với tất cả sự tinh tế và yêu thương. Là tại sao? Tại vì tất cả những cái vấn đề này nó giống như là cái nguyên lý tảng băng trôi vậy đó. Những cái gì mà chúng ta nhìn thấy ở phía trên mặt của cha mẹ chúng ta đang gọi là biểu thị ra ngoài cho chúng ta thấy đó, nó chỉ là 1/8 thôi, chứ còn lại là 7/8 nó còn là cái chìm ở bên dưới. Nó rất là vi tế mà mình không thể dùng cái nguyên lý là có gì thì phải nói cho con biết ha, thậm chí mình hỏi còn giấu nữa, chứ đừng có nói mà mở miệng ra là chủ động nói với mình là không có đâu. Cho nên là chỉ có cái sự quan tâm nè, thấu hiểu nè, chịu khó nhìn và lắng nghe với tất cả cái tình thương yêu thật sự, thì tự nhiên chúng ta sẽ cảm được bằng tâm. Và khi chúng ta cảm được bằng tâm thì chúng ta sẽ lắng nghe ra được những cái sự thay đổi vi tế, thậm chí những cái sự bất an lo sợ này ha. Và trong đó cái vấn đề dinh dưỡng là hết sức là quan trọng. Khi mà chúng ta còn đang ăn chung một cái bữa ăn trong gia đình, cha mẹ giống như nãy Chiến Vi nói, mình tâm đắc dễ sợ, cha mẹ em bây giờ đồng loạt bị huyết áp cao rồi, cho nên nó là không còn được ăn mặn nữa, mà nhà em thì lại có cái thói quen mà thích chấm á Chiến Vi. Trời ơi, sao mà cái gì cũng thích chấm vô nước mắm hay là nước tương hay là đó, và với mẹ em đó là một một cái sự khủng khiếp khi mà giật chén nước mắm chấm ra khỏi cái bàn tay của mẹ luôn. Nhưng mà bởi vì bây giờ không còn một sự chọn lựa nào khác, và tụi em cũng bắt đầu tập cái thói quen đó luôn, để trên bàn ăn không còn một cái gì mà chấm cái gì nữa hết thì mẹ mới không có đau lòng ha. Vậy thì rõ ràng là chuyện con cái của chúng ta cần phải biết gọi là nương theo cái tình trạng sức khỏe và tình trạng tâm lý của cha mẹ, thì mới mong là chúng ta có thể cộng hưởng được một phần nào đó để động viên, để khuyến khích, để chia sẻ. Vậy thì cả nhà mình thân mến, những ai đang theo dõi phần livestream này, các bạn hoàn toàn có thể tham gia một cái trắc nghiệm đầy cái tính tương tác sau đây. Mình thử nha. Bây giờ ở trong đây ba chị em nhà mình, ba chị em tôi đang có mặt trên diễn đàn này đều có cha mẹ già và đều nhìn thấy được đôi chỗ là mình đã làm được, nhưng có đôi chỗ mình chưa làm được với cha mẹ của mình. Vậy thì hãy cùng với chị Yến Phi nè, rồi bác sĩ tiến sĩ Thúy nè, với Quỳnh Hương, chúng ta hãy cùng làm một cái trắc nghiệm nhỏ để coi coi mức độ lắng nghe của ba mẹ của mình đối với ba mẹ mình là được bao nhiêu phần trăm, cũng như là cái mức độ mở lòng của cha mẹ đối với lại tụi mình là như thế nào ha. Bây giờ các bạn sẽ nhìn vô trong cái bản trắc nghiệm sau đây. Cái thứ nhất, câu 1: một ngày bạn sẽ chia sẻ tâm tình với bạn ba mẹ mình bao nhiêu lâu? Ngược lại, nếu mà bạn là người lớn tuổi, nếu cô chú anh chị là người lớn tuổi hen, thì cô chú anh chị sẽ hỏi hiểu cái câu hỏi này như thế này nè: một ngày cô chú anh chị chia sẻ tâm tình với con mình được bao nhiêu lâu? A là trên 1 tiếng đồng hồ, B là trên 30 phút, C là dưới 20 phút, và D là hiếm khi. Rồi, câu này câu bộ hơi khó chọn rồi ha. Ok, nhưng mà mình hết sức là chân thành nha, bởi vì đâu có ai biết cái sự chọn lựa của mình đâu. Mình tự chọn để làm chi? Mình tự quán chiếu lại bản thân mình có giật mình không? Mình có thấy là mình đang quan tâm cha mẹ mình
hoặc là mình mở lòng với cha mẹ mình quá ít so với là cái yêu cầu hay không ha. Rồi tiếp theo câu thứ hai, bây giờ Quỳnh Hương xin nói với cái tư cách làm người làm con trước nha, cảm giác của bạn khi mà mình trò chuyện với ba mẹ mình như thế nào. Rồi còn nếu mà cô chú anh chị là người cao niên thì xin hãy hiểu cái câu hỏi này như sau: cảm giác của cô chú anh chị khi trò chuyện với con mình sẽ như thế nào? A là rất thấu hiểu, B cũng bình thường thôi, C là cũng hơi khó nói, và thứ T D là không muốn nói gì, con cháu mình nó chẳng có chú tâm gì cho mình đâu. Vậy thì chúng ta sẽ hết sức thành khẩn chọn đi, và sau đó chúng ta đã có một cái câu trả lời cho mình rồi đó ạ. Nếu câu trả lời của chúng ta, tức là cả người làm cha làm mẹ là người cao niên nha, và cả chúng ta là người làm con trong gia đình, mà nếu mà cả hai câu trên các bạn đều chọn chủ yếu là C hoặc là D thì điều này đồng nghĩa với việc là chúng ta cần phải lắng nghe nhiều hơn nữa, lắng nghe cha mẹ mình nhiều hơn nữa, hoặc là nếu bản thân mình đang là một người cha làm mẹ cao niên trong nhà thì hãy nên chủ động mở lòng nhiều hơn nữa với con cái mình cũng vậy. Ở đây thì có lẽ là trước khi đi tới một cái mini game tương tác đem tới cho các bạn những cái phần quà hấp dẫn từ đơn vị tổ chức chương trình, thì Quỳnh Hương cũng muốn nói luôn á là như nãy giờ ba chị em tôi tranh thủ nói xấu cha mẹ với nhau á, thì nói rõ ràng là tại vì không phải mình không muốn hiểu mà mình hỏi thì cũng giấu đúng không? Cho nên cái phần con cái chủ động lắng nghe hơn là điều đương nhiên. Tuy nhiên mà về phía các cô chú các anh chị á, đừng có tưởng, đừng có mặc định là mình không nói nhưng mà con mình nó sẽ phải hiểu mình, nhiều khi nó không có kịp hiểu đâu thưa cô thưa chú. Nhiều khi là cái tâm lý của lứa tuổi á, nó chưa có đủ chín để mà nó bắt được một cái nhịp cầu hiểu và thương đúng như là cô chú mong đợi. Cho nên là mình có gì thôi mình chịu khó mình nói cho nó nghe đi, cho nó đỡ cái phần quả ủy khuất cho bản thân mình hen. Rồi vậy thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái phần mini game tương tác. Thì trước khi chúng ta đi vào trong cái phần chia sẻ chi tiết hơn từ phía các vị chuyên gia đang có mặt tại đây, thì xin mời quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình hãy cùng Quỳnh Hương tham gia một cái mini game nhỏ này nha. Hai bước rất là đơn giản để nhận được, để có cơ hội nhận được 20 phần quà hấp dẫn từ Vana nha. Cái bước thứ tiên, đầu tiên đó là chia sẻ cái phần livestream này ở chế độ công khai. Quý vị nên nhớ là chúng ta phải chọn chế độ public, tức là công khai thì mới được tính ha. Bước thứ hai là chúng ta sẽ gửi bình luận comment về cho chương trình về những thay đổi của ba mẹ bạn mà bạn nhận thấy gần đây để các chuyên gia có thể tư vấn tận tình cho các bạn. Và sẽ có 20 người trong số những người tham gia cái mini game này sẽ may mắn nhận được 20 phần quà hấp dẫn từ Vana Nutifood Thụy Điển. Và Quỳnh Hương chúc cho dù chúng ta rốt cuộc có phải là một trong 20 người rất là may mắn này không, thì tất cả chúng ta đang làm được một cái việc đầu tiên, đó chính là có một cái cơ hội ngồi lắng nghe toàn bộ cái phần livestream ngày hôm nay, có thể lấy được khá là nhiều những cái thông tin bổ ích nè, những chia sẻ rất là hữu dụng cho chúng ta trong đời sống hàng ngày. Và bên cạnh đó thì chúng ta còn có thể tham gia chia sẻ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp này cho cộng đồng xung quanh mình thông qua cái việc gọi là bấm share ở chế độ công khai ha. Rồi vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến một cái phần Quỳnh Hương cũng tin rằng nó sẽ rất là lợi lạc cho tất cả mọi người, đó chính là cái việc lắng nghe ba mẹ và đồng hành cùng ba mẹ khi về già như thế nào. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đến với những cái lắng nghe và những cái thay đổi của sức khỏe sinh lý của ba mẹ khi mà chúng ta bước qua khỏi tuổi 50 trở đi. Thì quý vị thân mến, ở đây Quỳnh Hương lại nhắc lại một cái chi tiết hồi nãy ở đầu chương trình thì Quỳnh Hương đã nhắc được một lần, đó chính là cái chuyện gọi là sinh thì phải có lão. Thì chúng ta đồng phải thừa nhận rằng lão hóa nó đúng là một quy luật tất yếu của đời sống này. Nãy giờ nhắc cũng nhiều lần rồi, nhưng mà những ảnh hưởng của nó đến tất cả đời sống của chúng ta vẫn là một cái nỗi e ngại hết sức là to lớn với nhiều người. Và rất là nhiều người cảm thấy là thôi đừng có nhắc tới nó giống như là mình đừng nhắc tới nó là nó không xuất hiện, nhưng không, nó vẫn luôn tồn tại xung quanh mình, nó kéo gọi là cái tuổi già nó sòng sọc kéo tới không, cho dù cho mình giả bộ không biết thì nó vẫn tới thôi. Cho nên thay vì mọi người cảm thấy lo lắng hoặc là thỏa hiệp với cái sự xuống cấp của cơ thể, thì chúng ta tại sao chúng ta không làm một cái bước chủ động hơn, đó là chúng ta nên trang bị kiến thức để lão hóa một cách an lành và tâm lý vững vàng.
Nó giống như mình biết là mình sắp nhảy xuống một cái vùng nước sâu. Ủa tại sao? Thay vì lo lắng, mình đi học bơi đi, mình bơi vững vàng rồi thì chắc chắn mình sẽ đối xử với cái vùng nước sâu đó một cách chủ động và tốt đẹp hơn ha. Như vậy, cho dù ở bất kỳ một cái giai đoạn nào trong cuộc đời thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể duy trì được một cuộc sống hết sức là vui vẻ và khỏe mạnh. Và cái hành trình đó thật sự rất là cần sự có mặt cũng như là đồng hành hỗ trợ từ phía các con cái của mình. Và tại các nước tiên tiến, ví dụ như là Thụy Điển chẳng hạn, đây là một đất nước mà rất là nổi tiếng với chất lượng cuộc sống hàng đầu dành cho người cao tuổi, thì các bạn Thụy Điển họ có một cái thuật ngữ mà Hương rất là thích luôn, đó chính là lão hóa an lành. Tại sao không, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta hoàn toàn có thể thiết lập nè, xây dựng nè những cái khóa học mà ở đó cung cấp kiến thức chăm sóc sức khỏe cho người cao niên, để cho những người cao niên này và các thành viên trong gia đình của họ có thể chuẩn bị sẵn tinh thần, tâm lý, kể cả kiến thức nền để hỗ trợ cho nhau trong một cái kế hoạch già rất là an nhiên và khỏe mạnh. À, vậy thì các bậc phụ huynh đang có mặt đang theo dõi chương trình mà ở trong độ tuổi cao niên, và đặc biệt là các bạn trẻ ở trong cái vai trò là những người con trưởng thành, thì chúng ta hãy cùng Quỳnh Hương và các chị chuyên gia ở đây để giải mã cái khái niệm về lão hóa và cùng nhau lập nên một cái kế hoạch lão hóa an lành trong cái hành trình đồng hành và chăm sóc sức khỏe ba mẹ của chúng ta khi về già hen. Rồi bây giờ Quỳnh Hương sẽ nói trước về cái vấn đề sức khỏe đi. Thì xin mời chị bác sĩ Yến Phi, chị có thể chia sẻ một số những cái điều mà nãy giờ chị có thể chia sẻ sâu hơn nữa. Nãy Quỳnh Hương mới nghe chị coi như là hé hé một chút xíu thôi mà đã thấy rất là thích rồi. Vậy thì chị có thể chia sẻ sâu hơn được một chút nữa về cái mặt sức khỏe tâm sinh lý được không ạ? Đúng rồi, có một cái thuật ngữ mà Quỳnh Hương vừa mới chia sẻ, lão hóa an lành, quả thật là một cái thuật ngữ mà chúng ta cần lưu ý. Bởi vì cái việc lão hóa là một cái tiến trình sinh lý tự nhiên của tất cả mọi sinh vật ở trên trái đất này, bao gồm cả con người mình cũng chỉ là sinh vật thôi. Nhưng mà thôi, chắc thì Quỳnh Hương và quý vị khán giả cũng thông cảm nếu như là đa số những người cao tuổi họ sẽ từ chối tiếp nhận cái chuyện lão hóa này, là bởi vì họ không có kinh nghiệm đâu. Chuyện học bơi thì bữa nay học cũng được, mai học. Dạ, nhưng mà lão hóa thì nó chỉ có một lần duy nhất thôi, và khi chúng ta học được kinh nghiệm thì chúng ta đã lão hóa rồi. Cho nên có lẽ là đây là cái tiến trình mà chúng ta sẽ học dần dần, mỗi ngày mình học dần dần để mình biết cái lão hóa là như thế nào. Và cái quan trọng của chúng ta không phải là chúng ta chú trọng đến cái chuyện lão hóa, mà chúng ta phải chú trọng đến cái chuyện lão hóa an lành. An có nghĩa là an toàn, lành có nghĩa là thiện lành. Đó là hai cái mặt của một cái cuộc đời của một con người, tức là cái mặt thể chất và cái mặt tinh thần. Thì chắc là Phi sẽ nói sâu về cái phần thể chất. Thì khi mà chúng ta bị lão hóa đó, có nghĩa là tất cả những cái cơ quan của chúng ta lúc sinh ra nó còn tươi mới, nó còn mơn mởn, những cái tế bào nó còn nguyên vẹn như vậy, bắt đầu sau cái thời gian sử dụng nó sẽ trở nên hư hỏng đi nè, nó sẽ nên cằn cỗi đi, cái tế bào nó cũng nhỏ lại, những khối cơ nó nhỏ lại, tim mình hoạt động ít đi, như vậy thì sẽ có hiện tượng suy giảm chức năng của tất cả mọi cái cơ quan bên trong cơ thể mình. Chúng ta không thể nào so bì với tuổi trẻ. Rất nhiều người lớn tuổi so bì cái kiểu là hồi xưa đó, tao đi cái chỗ đó có 1 khúc, nó có 10 phút à, bây giờ tao đi hết 20 phút. Thật sự đó là cái điều chúng ta không thể so bì được, bởi vì bản thân những cái tế bào của mình nó đã lão hóa đi rồi. Và khi nó lão hóa đi như vậy thì chúng ta phải biết rằng những cái điều mà chúng ta đang phải tiếp nhận là nó phù hợp với cái tế bào hiện tại của mình. Và khi chúng ta biết cái chuyện đó thì chúng ta sẽ ứng xử, tức là có những cái hành động phù hợp với cái tình trạng đó, thì đó là cái sự an toàn lớn nhất cho cơ thể của mình. Thì nói như hình nhìn chung á, thì có một số các cái biểu hiện về mặt thể chất sau đây mà chúng ta cần lưu ý. Cái đầu tiên là những cái người lớn tuổi thì đầu tiên là phản xạ của họ chậm đi. Cái phản xạ chậm đi này là do nhận thông tin cũng chậm hơn, đúng không? Tức là cái sợi dây thần kinh á, nó chuyển cái thông tin về cho não chậm hơn, rồi cái não nó ra lệnh hành động thì cái sợi dây thần kinh mà vận động nó chuyển cái thông tin ra các cái cơ nó cũng sẽ chậm hơn. Và như vậy thì những người cao tuổi của chúng ta thường sẽ nghe chậm hơn một chút nè, rồi suy nghĩ kỹ hơn một chút xíu, rồi chậm hơn cả về cái tốc độ để mà ứng xử với cái môi trường xung quanh. Thì cái điều này có khi là tại dây thần kinh, mà cũng có khi là dựa trên những cái kinh nghiệm của người cao tuổi, họ sẽ tìm cách họ lựa chọn một cái cách ứng xử tốt nhất, do đó cái phản xạ của người cao tuổi thường rất chậm. Ngược lại thì chúng ta thì sao, lúc nào cũng vội vàng hết, lúc nào cũng hối hả, mình đang trong giai đoạn tích cực của cuộc đời mà, do đó có khi chúng ta không dừng lại kịp để mà nghe, để mà lắng nghe, để mà hiểu cái phản xạ chậm đó, và chúng ta rất dễ vội vàng mà gắt gỏng là cho ơi sao mà mẹ chậm quá vậy, sao cha chậm quá vậy. Thì chúng ta cần phải kiên nhẫn hơn, từ tốn hơn, và rất hạn chế những cái việc đột xuất. Cái việc mà muốn ông bà làm thì chúng ta phải báo trước, và như vậy thì báo trước như vậy để thực cho ông bà có cái thời gian nhận thông tin, có cái thời gian quyết định cái hành động của mình, thì nó sẽ an toàn hơn.
Cái thứ hai là cái người cao tuổi thì họ hay quên lắm. À, tất cả những tế bào não của chúng ta nó hình thành từ khi chúng ta còn trong bụng mẹ, và trải qua 5-60 năm sử dụng á, thì bắt đầu nó bị sơ hóa đi, bắt đầu nó giảm cái tốc độ dẫn truyền thần kinh. Thì càng lớn tuổi thì cái tình trạng hay quên này càng xảy ra. Một số người bị bệnh nặng tới mức độ bị các cái Alzheimer, nhưng mà cũng ngay cả những cái người không bị Alzheimer thì họ vẫn dễ bị quên, bởi vì cái tốc độ làm việc của các tế bào thần kinh nó giảm đi rồi. Với những cái người mà có cái tình trạng như là bệnh lý trước đó, ví dụ như đã từng bị viêm não màng não nè, rồi các cái tai biến mạch máu não, những người stress, những người có sử dụng các cái nicotine, tức là thuốc lá hay là rượu đó, thì thường thường cái tốc độ mà hay quên này càng ngày nó sẽ càng nhiều hơn, nó nhiều hơn so với người bình thường nữa. Càng cao tuổi thì cái tình trạng này nó càng nghiêm trọng lên, và cái dấu hiệu này thường nó biểu hiện bằng cách là mình thấy bố mẹ lặp đi lặp lại mấy câu hỏi, tức là mới vừa hỏi xong cái quên liền, cái hỏi lại nữa, thì chúng ta cần phải kiên nhẫn với cái điều đó. Thay vì mình cáu gắt thì mình nên hỗ trợ bố mẹ bằng cách là những cái đồ đạc mình để đâu thì để yên chỗ đó. Và ông bà sẽ có một cái đường mòn não rằng muốn kiếm cái hộp kim chỉ thì là chỉ tới đúng cái góc tủ đó, nó không có chỗ khác. Thì những cái sự ngăn nắp trật tự ở trong nhà nè, và đăng cho ông bà nói chuyện với con cháu ha, nhắc nhở những kỷ niệm xưa, rồi nói những cái điều mới và lặp đi lặp lại. Chúng ta đừng có ngại cái chuyện lặp đi lặp lại, bởi vì đó là cách mà bồi dưỡng trí nhớ cho bố mẹ tốt nhất. Rồi ông bà lớn tuổi thì cũng bị một cái tình trạng nữa là lãng tai. Cái này hiển nhiên thôi ạ, tại vì cái màng nhĩ sau 50 tuổi bắt đầu nó sơ hóa đi dần dần, rồi cái xương búa, xương đe, những cái dây chằng nó cũng bị sơ hóa. Và như vậy thì cũng cái âm thanh đó, nhưng mà ông bà sẽ không nhận được, cái màng nhĩ nó không có rung được nữa, cần một cái âm thanh với một cái cường độ cao hơn mới nhận được thông tin. Và như vậy thì lúc mình nói á, dẫu khi mình biết là ông bà lãng tai thì mình lại nói thiệt là lớn, nói rất mạnh, rất nhanh, nó sẽ làm ông bà giật mình. Và chúng ta đừng quên rằng dù cho là người ta biết người ta già, nhưng mà người ta hay từ chối cái chuyện người ta già lắm, tại vì nghe cái chuyện mà mình già thì nó khó chịu dữ lắm, cho nên là sẽ quát lại là nó nghe rồi, làm gì mà nói lớn dữ vậy, đúng không? Như vậy thì cái cảm giác giật mình, từ chối nó sẽ làm bố mẹ khó chịu chuyện đó. Cho nên chúng ta nói với ông bà thì cũng nói chậm thôi, nói lớn thật sự, nhưng mà nói với cái cường độ tăng dần dần để ông bà nghe được, chứ không nên làm cho ông bà giật mình. Và với các những người cao tuổi á, thường thường chúng ta sẽ có một cái biểu hiện là tự nhiên cái ông bà nói lớn hơn bình thường, tại vì ông bà không nghe được á, cho nên khi ông bà nói lớn thì ông bà nghe được cái tiếng nói của chính mình và nghĩ rằng đó là cái cường độ phù hợp. Cho nên khi mà chúng ta thấy các cái biểu hiện đó thì chúng ta cũng nói với con cái là mẹ nghe hơi khó, con nói lớn nhưng mà đừng làm ta giật mình nghe chưa, tức là trao đổi như vậy thì cái cách trao đổi với nhau nó sẽ dễ dàng chấp nhận hơn. Rồi ở những người cao tuổi thì sẽ bị bất ngã là do cái tiền đình nó đã bị lão hóa rồi, do đó nó không có giữ cái cân bằng được nữa, và tất cả các hệ thần kinh liên quan tới việc giữ cái thăng bằng nó đã bị ảnh hưởng, cũng như là các khối cơ nó bị teo lại. Khi mà cơ teo lại như vậy thì thậm chí là muốn bước xuống cái bậc thềm đó, nhưng mà cái khối cơ nó không có giữ nổi cái chân để mà bước xuống đúng cái vị trí đó, và rất dễ bị vấp, bị ngã. Do đó những cái người ở những cái nghiên cứu tại Việt Nam cho thấy là khoảng chừng 1,9 triệu một năm là người cao tuổi sẽ bị té ngã, và những cái té ngã này nó là nguyên nhân của rất nhiều cái cấp cứu liên quan tới xương khớp, như là gãy cổ xương đùi. Hơn 50% trường hợp té ngã này là té tại nhà mình, không có đi đâu hết trơn, ngay tại nhà luôn, ở trong phòng tắm, ở ngoài phòng khách hay là ra sân bị trượt rêu mà ngã. Và đây là cái nguyên nhân thứ hai gây chấn thương não và chấn thương tủy sống ở người cao tuổi. Cho nên chúng ta phải lưu ý hết sức đến cái chuyện bất ngã này của người già. Phải quan sát ông bà ha, đừng có bắt ông bà, tức là nhiều ông bà thì thích cái chuyện sạch sẽ, chẳng hạn đi để một cái miếng dẻ ngay trước cửa, đừng có quên rằng đạp lên cái miếng dẻ đó thì có thể là có thể trượt chân ngang ngã. Hoặc là lúc mà mặc quần, đặc biệt là cái này là nói hỏi mấy ông mấy cụ luôn á, mặc quần thì ngồi xuống cái ghế và xỏ hai cái chân vô, cấm không được đứng mặc quần, lúc nào cũng phải để sẵn cái ghế ở trong phòng ngủ, phòng thay đồ hay là phòng tắm cho ông bà. Hoặc là có nhiều khi là chúng ta dặn ông bà là phải nắm tay vô những cái tay vịn á, tay vịn cầu thang rồi tay vịn tường vân vân, để chúng ta có cái thế chúng ta tựa vào. Đừng có quên rằng cái bất ngã nó xảy ra là rất đột ngột và có khi chúng ta không có xử lý kịp. Rồi tiếp theo nữa đó là cái tình hình lão hóa nó ảnh hưởng trên mọi cơ quan, mà khi chúng ta bắt đầu thấy người già xuất hiện bệnh lý, đúng không? Cái bệnh lý nó bao gồm cái gì? Tiểu đêm nè, cũng suy thận nè, rồi phục hồi chậm về những cái xớp xương, hay là huyết áp, hay là tim mạch gì đó,
những cái bệnh lý này nó xảy ra thường xuyên hơn, và đồng thời là cái hệ miễn dịch nó bị suy giảm, nó cũng là một cái hệ cơ quan. Và cái người già thường khi mà bệnh đó, thì bệnh nó sẽ kéo dài hơn, sức đề kháng nó yếu cho nên sẽ kéo dài hơn, và kèm theo nữa là cái tình trạng ăn không có đủ chất nè, nằm biếng ăn, rồi cái hệ tiêu hóa giảm làm việc đi, giảm men tiêu hóa, rồi giảm mấy cái hoạt động nhu động ruột, làm cho người cao tuổi ăn uống khó khăn hơn, và thậm chí ngay cả khi người cao tuổi ăn được, cái việc hấp thu nó cũng giảm hơn. Cho nên cái điều này nó sẽ làm tăng thêm cái tốc độ giảm suy giảm miễn dịch, tăng thêm tốc độ của cái việc mà lão hóa các cái cơ quan và làm cho bệnh lý nó nặng hơn. Cho nên mình lưu ý là cái việc cái hệ tiêu hóa của người cao tuổi trong cái giai đoạn này á, là một cái vấn đề mà tôi nghĩ là một lát sẽ phải trao đổi chuyên sâu hơn một chút xíu. Nhưng mà chúng ta nên luôn luôn nhớ rằng những cái điều mà Phi vừa mới nói là lãng tai nè, rồi hay quên nè, rồi hay hay vấp ngã gì này kia đó, nó có thể cải thiện bằng nhiều cái phương pháp, và trong đó cái dinh dưỡng là một cái phần rất quan trọng. Bởi vì cái giai đoạn này thì cái hệ tiêu hóa tuổi nó không có đủ sức để nó cung cấp dinh dưỡng, nó chúng ta ăn một chế độ ăn bình thường giống như là cái người người còn trẻ nữa. Ok, rất là cảm ơn những chia sẻ hết sức là thiết thực, và thậm chí là mình nghĩ nó gọi là lợi lạc tới mức mà mắt tròn mắt vẹt luôn. Mình Hưng nghe tới đâu thì mình Hưng cảm thấy ồ, nếu như mà mình còn tâm đắc như thế này thì không biết là các vị khán thính giả của chúng ta khi đang nghe chương trình này còn cảm thấy vỡ ra nhiều cái điều hay hơn như thế nào nữa. Và Quỳnh Hương hy vọng là tất cả các cô chú anh chị có thể kịp gọi là take note lại ha, ghi nhận lại những cái ý mà mình cần nhớ để mà mình sau đó mình về mình áp dụng thường xuyên hơn trong cuộc sống hàng ngày của mình. Tuy nhiên nếu mà lỡ cô chú anh chị nào mà có quên thì cũng đừng có ngại, tại vì chương trình cũng sẽ được lưu lại trên fanpage này. Quý vị nào cảm thấy nó rất là hay thì quay trở lại mình có thể bấm và mình theo dõi lại được ha. Và thông qua những chia sẻ của bác sĩ Yến Phi thì chúng ta cũng thấy rằng là phận làm con cái của chúng ta thì cũng đã hiểu rõ hơn về những cái sự thay đổi về sức khỏe của ba mẹ thì như thế nào, thì nó ảnh hưởng đến hành vi của cha mẹ mình ra sao. Để từ đó thì chúng tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ thấu hiểu hơn, rồi từ tốn hơn, rồi từ cái sự thấu hiểu đó cũng trở nên kiên nhẫn hơn với ba mẹ, với những cái kế hoạch hành động gọi là chủ động và có ý thức hơn ha, cụ thể hơn trong cái hành trình làm sao mà cho chúng ta chăm sóc ba mẹ mình để có được một cái hành trình lão hóa an lành như là bác sĩ Yến Phi có gợi ý. Vậy thì Quỳnh hay ngẫm về cuộc đời của một con người như là hành trình của một cái cây xanh. Thật sự cái hồi lâu rồi, cách đây mấy chục năm mà Quỳnh Hương được nghe tới cái câu hát của anh nhạc sĩ Trần Long Ẩn mà Một đời người một rừng cây á, thì lúc bấy giờ Quỳnh Hương đã mường tượng cái cuộc đời của mình như như là một cái cây xanh rồi. Vậy thì nếu mà bây giờ chúng ta nhìn lại bản thân cá thể của mỗi một con người như là một cái cây vậy, thì chúng ta cũng thấy là cái cây nó cũng đâu có tự động nó lớn lên được, mà nó cũng phải rất là cần cái sự chăm sóc, trò chuyện yêu thương thì nó sẽ lớn hơn, mạnh hơn. Nếu mà quý vị nào mà có vườn ha, hoặc giả là nhà mình không có vườn cây đi nữa mà quý vị có trồng một cái cây, một cái chậu lan hay một cái khóm xanh nhỏ nhỏ ở gần trước ban công của mình thôi, quý vị sẽ cảm nhận rất là rõ cái sức mạnh của năng lượng từ tình yêu thương và sự quan tâm như thế nào. Ở trước nhà của Quỳnh Hương, ở trên 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 cái góc mà Quỳnh Hương hay ngồi thiền buổi sáng, ngồi đó đọc Ho'oponopono, tức là bốn cái câu mà tôi xin lỗi hay tha thứ cho tôi, cũng như bởi vì Quỳnh Hương là Phật tử nên là hay ngồi đó để đọc cái thời kinh sáng á. Nhưng mà các bạn có biết là cây cối ở trước cái đó nó xanh tốt và nó trổ hoa, nó rất là dễ thương luôn. Vậy thì chúng ta thấy rất là rõ ha, ngay cả mà cây cối nó còn hữu tình như vậy, huống hồ gì là cha là mẹ của mình. Vậy thì nếu mà chúng ta mà bỏ bê mà để cho các cụ mà gọi là lão hóa tự nhiên á, thì rõ ràng tất cả những cái yếu tố buồn nhất, tiêu cực nhất, sầu khổ và bế tắc nhất nó sẽ dồn vào trong những người già trong cái chặng đường này. Và chắc chắn rằng để cho một cái cây khỏe mạnh thì chúng ta không đợi cho tới cái cây nó khô héo rồi, nó gần chết rồi thì chúng ta mới lúc đó mới nhào vô, chúng ta mới chăm dưỡng thì đã không còn kịp nữa, đúng không ạ? À? Vậy thì chúng ta sẽ phải ý thức về cái chuyện chăm dưỡng này từ khi cái cây đó vẫn còn là một cái cây khỏe mạnh thì nó mới tốt. À, ngày xưa mẹ Quỳnh Hương là một người là có cái chân đi, rồi bà rất là thích di chuyển luôn, bà đi rất nhiều nơi, bà tha tụi Quỳnh đi nơi này nơi kia, đi hết cái thắng cảnh này tới thắng cảnh nọ và chùa này rồi thắng tích kia vân vân.
Và đến một cái lúc nào đó mà tụi mình phát hiện ra một cái sự thật bà cũng giấu, đó là bà đi tới đâu bà ngồi yên trên xe bà không có xuống nữa. À, nói sao thôi xuống chi không có thích đâu, à, mấy chỗ này tôi đi hoài gì. Nhưng mà trên thực tế đang giấu một cái sự thật là bây giờ chân bà đã không còn khỏe để mà bà bước xuống để mà bà đi được nhiều dài vô trong nữa. Thêm một cái chuyện nữa là cái này hồi chắc Quỳnh phải hỏi chị Yến Phi để giải đáp, và Quỳnh nghĩ là đây là một cái nỗi lòng của rất là đông những người lớn tuổi, là đã đi về tới già rồi, cái quá trình trao đổi chất chậm đi rồi. Chị Yến Phi mới vừa nói là cái hệ cơ xương nó đã yếu đi rồi, tức là bắp cơ thịt mình không còn, mà tại sao người già lại càng ngày càng mập hơn? Sao chị? Trời, mập mập mà mập mà mập mà càng ngày càng mập mà thấy thương luôn ấy. Và càng mập á thì cái chân không có rê nổi cái thân hình của mình ha, cho nên là càng ngày càng khó đi đứng. Và đến một lúc á là Quỳnh cảm thấy là không được rồi, à, mà nếu mà để mà mẹ mình cứ phát triển ra như vậy sẽ có lúc mẹ ngồi yên một chỗ thôi. Cho nên cái việc mà cái chủ đề ngày hôm nay nó tới thực sự nó chạm đúng trong cái nỗi lòng của Quỳnh khi nghĩ về mẹ mình, là làm sao để cho mẹ mình lão hóa an lành, mà thậm chí bây giờ mẹ 76 tuổi mới bắt đầu chăm là cũng hơi muộn rồi đấy ha chị Phi ha. À, trong khi đó các bạn biết không, là có một cái cuộc khảo sát về lão hóa an lành tại khu vực châu Á Thái Bình Dương diễn ra vào năm 2018, thì đã được thực hiện cái cuộc khảo sát với 5.500 người tham gia, thì có hơn phân nửa là 54% con người cho rằng là từ cái độ tuổi từ 45 thôi đã là cái độ tuổi bắt đầu thích hợp để chúng ta khởi sự suy nghĩ và lên kế hoạch cho cái tiến trình lão hóa an lành của mình. Nếu mà chúng ta bắt đầu sớm hơn, cái tiến trình lão hóa an lành của chúng ta sẽ được diễn ra tròn vẹn hơn, tốt đẹp hơn và có thành quả chắc chắn là cao hơn ha. Và đó là một cái vấn đề về sức khỏe đó ạ. Còn nếu mà mình nói về góc nhìn tâm lý thì không biết là chị tiến sĩ Thúy thì có thể chia sẻ với quý vị khán giả chi tiết hơn về những cái thay đổi về tâm lý của người lớn tuổi để cho con cái cũng như là bản thân chính những người cao tuổi đang theo dõi chương trình có thể hiểu rõ hơn, hoặc là để có thể hỗ trợ được tốt hơn cho chính mình hoặc là hỗ trợ tốt hơn cho cha mẹ mình được không ạ? À? Xin mời chị Thúy. Dạ vâng, xin cảm ơn chia sẻ của bác sĩ Yến Phi và chị Quỳnh Hương lúc đấy. Thì ngồi thì nghe thấy tủm tỉm cười suốt à. Và nhất là tôi nhớ đến một cái câu chuyện mới gần đây thôi, một chị bạn của Thúy trên Facebook mới nói là có một cái câu cảm thán là trời ơi sao trên TV cứ nói 60 tuổi đã là cao tuổi, đã là già là thế nào, mình tự ái quá à. Cho nên là thực ra theo luận 60 trở lên là người cao tuổi đúng không? Nhưng mà như rất nhiều người không có chấp nhận sự cao tuổi này đâu, và luôn luôn thấy là mình còn đang rất là trẻ trung. Và Thúy rất là thích tinh thần lạc quan đó. Thực ra thì tế bào của chúng ta có thể là lão hóa theo quy luật tự nhiên như bác sĩ Yên Phi nói, nhưng cũng hoàn toàn có thể trẻ hóa lại đấy nếu chúng ta biết cách chăm sóc, đúng không ạ? Vâng, và cái Đúng khái rồi. niệm lão hóa ăn lành của người Thụy Điển mà chị Quỳnh Hương nhắc Thúy vô cùng thích. Bật mí với hai chị là cách đây khoảng nhiều năm rồi, em đã được đi nghe cô Nguyễn Thị Oanh, cố thạc sĩ Nguyễn Thị Oanh, cô nói về để tuổi già sống hạnh phúc là em đã đi nghe rồi đấy. Em bảo thôi mình phải chuẩn bị cho mình thôi, rất đồng tình với chị Hương là phải chuẩn bị kiến thức rất là chu đáo cho bản thân mình, đúng không ạ? Và em cho rằng cái quá trình mà mình chăm sóc người già đó, bố mẹ mình đó, thực ra là một cơ hội để mình hiểu chính mình về sau này đấy. Cho nên cách mà mình đối xử với người già như thế nào thì cũng chính là cách mà mình sẽ đối xử với mình, con cái mình cũng sẽ đối xử với mình trong tương lai. Nên là em xin phép chia sẻ với quý vị một một vài cái khía cạnh về mặt tâm lý nha. Quả thật là về về tâm lý thì người già đang đang thay đổi sang một cái giai đoạn rất là khác biệt đấy ạ. Thì xin nói về 6 cái giai đoạn của con người của chúng ta. Giai đoạn đầu tiên là người ta gọi là giai đoạn trưởng thành. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn chúng ta lập gia đình. Giai đoạn thứ ba là chúng ta có con nhỏ. Giai đoạn thứ tư là chúng ta con tuổi vị thành niên. Và giai đoạn thứ năm là con cái trưởng thành rồi, con cái rời tổ ấm đó. Gia đình ông bà còn ở trong cái tổ trống thôi như là Thúy nói lúc đầu. Và giai đoạn thứ sáu, giai đoạn cuối cùng đó là giai đoạn mà lúc cuối đời. Thì cái giai đoạn mà tuổi cao tuổi đó nó thường giai đoạn 5 và giai đoạn 6. Và hai giai đoạn này thì chúng ta biến đổi về tâm sinh lý ghê gớm lắm. Và sức khỏe tinh thần thì nó đóng góp đến 50% đến chất lượng sống của chúng ta. Chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta cân bằng tâm lý thì chúng ta sẽ khỏe mạnh. Còn khi chúng ta bất an, khi chúng ta có cái gì đó khủng hoảng thì chúng ta ảnh hưởng ngay lập tức đến sức khỏe thân và tâm. Và những điều bác sĩ Yên Phi nói với vấn đề tâm lý nó rất là linh với nhau ạ. Cái cơ thể của chúng ta thay đổi, nó lão hóa và nó yếu đi, nó suy giảm đi, nó làm cho người già có rất nhiều những cái tâm lý nó mang tính hơi tiêu cực. Trước khi nói đến những yếu tố tâm lý mà cần phải chú ý để chăm sóc người già đó, thì Thúy cũng xin nói là rất nhiều người già hiện nay, rất nhiều người cao tuổi hiện nay, xin phép không nói từ già, rất nhiều người cao tuổi hiện nay là
có những suy nghĩ rất là lạc quan về cơ thể và tuổi 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 cao tuổi của họ. Họ thấy họ thảnh thơi hơn, họ làm được nhiều việc hơn, họ tham dự các hoạt động cộng đồng nhiều hơn và họ thấy họ tươi trẻ hơn nữa. Những cái người bạn của Thúy 60 là Thúy không hề thấy họ có một cái chút nào về cao tuổi hết á, và Thúy rất là ngưỡng mộ các chị ấy, các anh mà Thúy đang quen. Thì nhưng mà đồng thời một số người già cũng có một vài cái tâm lý tiêu cực mà chúng ta là người chăm sóc chúng ta phải hết sức lưu chú ý ạ. Thứ nhất đó là người già cảm thấy rất là sợ cô đơn ạ, sợ cô đơn, sợ bị bỏ rơi và sợ bị quên lãng, và cảm thấy mình không biết mình có bị vô dụng không, mình không còn đóng góp cho xã hội, mình không còn đóng góp cho gia đình nữa, hình như mình cũng đang làm phiền con cái. Cái bệnh giấu mà chị Quỳnh Hương nói lúc nãy á, nó liên quan đến yếu tố này. Thế mà tại sao lại phải giấu? Là giấu là vì không muốn làm phiền con cái, cảm thấy mình rất là cô đơn trong những cái câu chuyện bệnh tật này. Con mình nó đang trẻ trung phơi phới, đang làm rất là nhiều việc, mà bây giờ mình cứ than về bệnh tật, mình cứ nói cái này cái kia thì cảm thấy là không biết là con cháu có hiểu không. Cái sự cô đơn này là có thật ạ. Và đây là cái sự khác biệt về lối sống và suy nghĩ giữa thế hệ trong gia đình. Cho nên là chúng ta mà bận rộn đó, chúng ta ít quan tâm đến ba mẹ thì ba mẹ sẽ càng gia tăng cái sự cô đơn này, càng cảm thấy là ồ mình đang bị bỏ rơi, mình đang bị quên lãng, mình đang bị vô hình trong gia đình. Và chúng ta thử nhớ lại xem một năm chúng ta gọi về được cho ba mẹ mấy lần ạ, nếu như mà ba mẹ đang ở xa. Vâng, may mắn gần đây là tôi có một cái công việc là tôi giúp ba mẹ tôi khỏe mạnh thì tôi mới gọi về hàng ngày, trước đây thì đúng là cũng rất là ít gọi. Và đôi khi chúng ta do bận quá và quên mất, đáng nghĩa lịch thăm ba mẹ là vào chủ nhật hàng tuần đi thì mình quên mất tiêu, đúng không ạ? Chúng ta có ai như vậy không ạ? Đôi khi là bận thật đấy, nhưng đôi khi là cũng bận do là đi chơi với bạn bè thôi, bận là tiếp khách thôi, bận lướt Facebook thôi, đúng không ạ? Nên đôi khi là chúng ta nhớ là dành thời gian cho ba mẹ để ba mẹ khua đi, hóa giải đi cái sự cô đơn, cái sự thấy mà mình bỏ rơi và quên lãng là rất quan trọng ạ. À, như là cái phần test của chị Hương lúc nãy nói đó, chị cần dành khoảng 20-30 phút mỗi ngày thôi. Nếu chúng ta ở xa mà chúng ta dành thời gian gọi điện về nói chuyện thôi thì rất là quý ạ. Còn nếu mà chúng ta ở gần thì chúng ta nhớ là cái chất lượng thời gian bên ông bà, bên những bữa cơm, rồi những ngày cuối tuần, rồi những phút giây mà trước khi đi ngủ mà chúng ta có thể trò chuyện hay là bóp chân bóp tay cho ông bà thì quá quý luôn. Cho nên cái không khí gần gũi và thăm hỏi á, lắng nghe đó, nó làm cho người già cảm thấy ồ mình được quan tâm, mình được không được được ghi nhận, mình được lắng nghe, mình được hỏi ý kiến. Cái này rất là quan trọng ạ. Một cái trạng thái tâm lý thứ hai mà tôi muốn nói đến đó là người già rất là hay tự ái ạ, khó tính nữa. Người trẻ thì nói là người già khó tính, nhưng thực ra là người già tự ái ạ. Người già nhìn 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 cái cách sống của người giới trẻ đó, nó có rất nhiều cái không hài lòng, cảm thấy rất là khó chịu, đúng không ạ? Trong khi người già thì bị giảm sút chức năng về các chức năng trong cơ thể này, đi lại chậm chạp này, khả năng lao động không còn nữa này, thì một cái thái độ khó chịu của người trẻ, hay là một câu nói thiếu tế nhị thôi, hay là cái ví dụ nói to của bác sĩ Yến Nhi lúc nãy thôi, thì chúng ta cũng thấy là người già sẽ tủi thân này, sẽ bỏ ăn này, không muốn nói chuyện con nữa này, thậm chí là có trường hợp tôi tham vấn là đã bỏ nhà đi rồi đấy ạ, bỏ từ nhà con này sang nhà con kia rồi đấy, bỏ từ thành phố về quê rồi đấy. Cho nên là chúng ta hết sức lưu ý là cái sự tự ái của già là nhiều luôn. Cho nên chúng ta hãy 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 quan tâm, hãy quan tâm đến ông bà. Đôi khi là do lãng tai thôi, đôi khi là do cái tính hay quên người già thôi. Cho nên chúng ta hãy cố gắng là thấu cảm hơn, quan tâm ba mẹ một cách kiên nhẫn hơn. Như cái câu chuyện mà chúng ta nghe lúc đầu đó, nếu như mà chúng ta quan tâm đến từng chút của ba mẹ, như là cái trường hợp mà mẹ bị eczema đó, mà đi không về được đó, người con mới giật mình. Thì tôi cho rằng cái sự quan sát tinh tế, cái sự lắng nghe bằng quan sát á, bằng mắt á, bằng trái tim á, nó cực kỳ quan trọng ạ với người già. Một cái biểu hiện tâm lý thứ ba mà chúng ta phải hết sức quan tâm đó là yếu tố liên quan tới là người già rất thích nói và nói về quá khứ ạ. Đôi khi con cái phát mệt luôn, ngày xưa bố thế này, ngày xưa mẹ thế kia, đúng không ạ? Các chị cũng thấy điều đó đúng không ạ? Vâng, cho nên là người già nói nhiều và nói nhiều về quá khứ không ạ, còn người trẻ nghe nhiều mệt. Thậm chí là một việc mình nhắc đang 10 lần nghĩ là trời ơi, giống như là tụi mình có đang chụm đầu lại nói xấu người già không? Dạ, không ạ. Tại vì thấy những tâm lý mình rất là bình thường. Thấy đúng hết trơn nha. Dạ. Em chỉ muốn chia sẻ để các người con đang chăm sóc bố mẹ hãy thấu hiểu. Vì đây là vấn đề chung của tâm lý người già. Và đây là vấn đề chung của người già toàn thế giới, chứ không phải là ai đó. Nhiều người cứ nghĩ là ôi sao bố mẹ người ta dễ thương mà bố mẹ mình khó chịu thế nhỉ. Thực ra không phải vậy ạ, hoàn toàn không phải vậy. Đây là những nghiên cứu tâm lý khoa học về người cao tuổi, họ đã chứng minh rằng người già có những điều biểu hiện đó, và chúng ta phải hiểu và chúng ta phải biết cách thích nghi, biết cách ứng xử với người già. Thì cái nói nhiều và cái hồi hoài tưởng về quá khứ này rất là cần người người trẻ lắng nghe đấy ạ. Chuyên đề của mình đang là lắng nghe bằng tình yêu thương.
Thì rất thích cái câu chuyện lúc nãy là người cha nói là con hãy nhớ là ngày bé con nói đi nói lại, và bố bố rất là kiên nhẫn luôn, lắng nghe. Bây giờ khi bố già bố cũng mong con như vậy. Đó, thì cái câu chuyện, năm câu chuyện vừa rồi xúc động lắm, nó rất là ý nghĩa luôn và rất thật luôn. Đó, cho nên là chúng ta đừng có nặng lời hay là chối bỏ hay là cố gắng nói ngược lại là thôi thôi ông bà đừng có nhắc cái chuyện ngày xưa nữa đi, bây giờ khác lắm rồi. Những cái câu chuyện của người già tổn thương lắm ạ, tủi thân lắm ạ. Cho nên là khi chúng ta thấy quan điểm của bố mẹ có cái gì đó trong quá khứ mà không còn thích nghi với kiến thức khoa học thời nay thì chúng ta hãy nghe trước này, sau đó chúng ta sẽ từ tốn giải thích thêm cho bà hiểu. Thậm chí chúng ta đưa ra những cái minh chứng khoa học, những cái bài báo, những cái video bác sĩ này nói, bác sĩ kia nói có sách, mách có chứng, mang mua sách về cho ông bà đọc thì ông bà sẽ nghe lời chúng ta dễ dàng hơn. Chứ đừng có thấy bố mẹ thích một cái liều thuốc dân gian như là trường hợp thứ nhất, thứ hai trong audio nói đó, và chúng ta phản đối là không nên đâu ạ. Có thể cái kinh nghiệm của người già đôi khi lại phù hợp với văn hóa của người già, đôi khi lại phù hợp với điều kiện sống của người già hơn đấy, thói quen của người già hơn đấy. Chưa chắc đã phải là những kiến thức khoa học mới nhất đã phù hợp với các cụ đâu, đúng không ạ? Cho nên chúng ta phải lắng nghe người già để xem là ý của họ có cái gì hay, có cái gì đúng thì ta nên trân trọng ạ. Và chúng ta có thể bổ sung cho người già những kiến thức mới để người già cân nhắc xem nên nghe cái gì thì tốt cho mình hơn. Thì tôi nghĩ là nó sẽ đảm bảo cái yếu tố là thấu hiểu lẫn nhau. À, một cái cuối cùng ạ, tôi chỉ xin nói cái cầu cuối cùng thôi. Đó là người già rất là mong được quan tâm chăm sóc ạ. Mà quan tâm chăm sóc ở đây là yếu tố tinh thần, chứ không phải quan tâm chăm sóc là đưa tiền hay đưa đồ ăn ngon hay đưa quà to đâu ạ. Hoàn toàn không phải ạ. Người già rất là cần được quan tâm chăm sóc, hỏi han từng chút một, quan tâm đến cái chân đau, quan tâm đến cái sự lãng tai, quan tâm đến cái hay nhớ hay quên của mình. Đôi khi người già nói là không cần quan tâm đâu, con cứ lo cho con cái con đi, thôi con vất vả mà, con bận rộn mà. Đấy, đôi khi con cái gọi về còn bảo là ôi không cần vì gọi nhiều đâu, ba mẹ ở nhà ổn mà. Đã, nhưng thực ra là nếu chúng ta chỉ cần gọi một Mà chút không thôi gọi đi rồi biết. là không cần, nhưng thực ra là rất cần, đúng không ạ? Cho nên là tôi chia sẻ là hãy quan tâm đến ba mẹ nhiều hơn nhất có thể. Chúng ta chỉ có một người, một ba một mẹ thôi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Tôi rất thích một câu nói là không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Ngày mai không biết bố mẹ mình còn mình chăm sóc không, hôm nay cũng không biết là ngày mai mình còn không để chăm sóc bố mẹ. Cho nên cuộc sống này nó rất là vô thường, nên hãy trân trọng từng giây phút ở bên ba mẹ, trân trọng từng cơ hội để chăm sóc quan tâm ba mẹ. Đó chính là lắng nghe bằng tình yêu thương nhá, lắng nghe bằng tai, lắng nghe bằng mắt và lắng nghe bằng trái tim. Thì Thúy tin rằng là chúng ta sẽ đồng hành rất là hạnh phúc với ba mẹ. Khi chúng ta cảm thông những vấn đề tâm lý của ba mẹ, chính chúng ta cũng đỡ khó chịu hơn, đỡ căng thẳng hơn, đỡ mệt mỏi hơn nữa trong quá trình chăm sóc ba mẹ nữa. Dạ, xin phép là được chia sẻ Cảm một ơn vài điều như vậy. Dạ. những chia sẻ rất là chân tình của chị tiến sĩ Thúy, bởi vì nãy giờ Quỳnh Hương ngồi cười suốt luôn, cười mà đôi khi chảy nước mắt. Chảy nước mắt ở đây không phải là vì vui quá mà cười, bởi vì nó chạm mắt, là bởi vì sao biết không? Quỳnh cảm thấy là cái chuyện thứ nhất là mình nghe những cái điều này sao mà nó rất là đúng với lại cha mẹ của mình và cha mẹ của những người bạn của mình, và rất là nhiều những cái tâm tình mà mọi người mà tại vì nhà MQ đang có những cái khóa học về quản trị cuộc sống ấy, thì rất nhiều những cái nỗi niềm của những người con khi mà đến với cái khóa học của tụi mình á là rất là khổ tâm với cha mẹ. Vậy thì những cái điều nãy giờ mình đang nói hầu như đưa ra được một cái sự thật là đây là một chuyện đương nhiên xảy ra ở người già, chứ không phải là tại cha của mình chướng hay là mẹ của mình đổi tánh hay là cái gì khác. Nên khi mà mình đã hiểu như vậy rồi thì mình đã phát triển lên một cái tình thương, và khi đã thương thì có còn khó chịu như là trước đây mình không biết gì hết không. Mình không thể quy được là tại cái người đó, mà đây là một cái quy luật tất yếu và chúng ta cần phải chấp nhận. Cái thứ hai mà Quỳnh ngồi Quỳnh cười á là tại vì bộ mình tưởng mình ở đây hoài sao, mình cũng sẽ già đi, và mình sẽ già đi rất nhanh. Bây giờ ba chị em chúng tôi đều qua khỏi cái tuổi 40 hết rồi ha, và cũng có người sẽ chạm 50 rồi sẽ lên 60. Thời gian nó không có chậm như là mình tưởng đâu ha. Cho nên là ở đây đó, mình ngồi mình nghe sớm để mình chuẩn bị một tinh thần. Khi mình hiểu về một người khác ở trong tâm thế là mình chưa bước qua cầu, để rồi khi thật sự mình đến cái nhịp cầu đó mình bước vô, mình sẽ không có vấp lại cái sự khổ đau, cái sự bế tắc hay là loay hoay như là cha mẹ chúng ta đã từng. Bởi vì hồi trước không ai dạy cho cha mẹ chúng ta là để già đi một cách an lành như thế nào. Hồi xưa lo kiếm tiền nuôi con đã rất là vất vả rồi. Vậy thì bây giờ mình đã có một cái may mắn, mình chưa kịp thật sự rất là cao niên mà mình đã hiểu rồi.
Vậy thì mình sẽ sống với cái sự hiểu biết này mấy chục năm nữa, thì khi mà mình bước vào trong tuổi già, chắc chắn mình sẽ gọi là an lành hơn, mình sẽ đỡ gọi là chịu những cái tiêu cực từ con cái của gây ra cho con cái của mình hơn. Và chính vì vậy mà rõ ràng cái chất lượng cuộc sống của cả mình lẫn con mình về sau nó sẽ đỡ hơn nhiều, phải không ạ? Cho nên là Quỳnh Hương cảm thấy thật sự cái chủ đề ngày hôm nay rất rất là lợi lạc trên diện rộng. Và nãy giờ mà chị Yến Phi cũng như là Thúy mà nói là Quỳnh Hương ngồi ghi chép liên tục và dự định là xong cái livestream sẽ ngồi bấm lại để mà ghi chép lại những điều tâm đắc, bởi vì nó rất là bổ ích trong cái đời sống hàng ngày của mỗi một con người chúng ta với tư cách của người làm con có cha mẹ già và là người làm cha mẹ có con cái nó sắp lớn lên tới giờ, được không ạ? Và như vậy thì Quỳnh cũng muốn nói tới một cái khảo sát mà nãy Quỳnh Hương có nhắc tới mọi người rồi ấy. Cái khảo sát về lão hóa an lành được thực hiện tại khu vực châu Á Thái Bình Dương dành cho 5.500 người đó, được thực hiện vào năm 2018, thì hầu hết những người ở trong đó đều gọi là thừa nhận một điều rằng cái dinh dưỡng nó đóng một vai trò cực kỳ là quan trọng trong quyết định hình thành nên một cái hành trình lão hóa là được không. Các bạn biết là có tới 81% trên 5.500 con người tham gia đó họ đã khẳng định là như vậy. Và một cái chế độ ăn uống an lành hơn kết hợp với một chế độ vận động vừa phải sẽ giúp cho một người làm cha, một người làm mẹ bước vào trong tuổi cao niên khỏe hơn, không phải chỉ có ở thể chất thôi. Mình tưởng là cái gì cũng ăn không, ăn thì chỉ có tốt cho thể chất, không phải. Khi mà mình có một cái dinh dưỡng phù hợp kết hợp với một cái sự vận động phù hợp thì nó làm cho cái quá trình lão hóa an lành nó được đảm bảo hơn cả về thể chất lẫn về mặt tinh thần luôn. Tuy nhiên, như là chị bác sĩ Yến Phi cũng đã nói, cái việc thay đổi khẩu vị rồi thay đổi cái vị giác và thay đổi cả cái khứu giác, tức là cái mùi hương đồ này nọ, rồi cũng như là thay đổi cái hệ tiêu hóa, qua đó rõ ràng là ở người cao tuổi thì cái hệ tiêu hóa đâu có còn sai tốt như hồi trước đây, mọi việc đưa vào trong cơ thể trở nên rất là khó tiêu hóa, thì dẫn tới những cái gì ạ? Những cái bất đồng quan điểm trong cái việc ăn uống. Giờ con cáo thì cứ kêu là cha mẹ là ăn cái này ăn cái này, mà rõ ràng là cái việc đó nó đưa vô người già đã không còn phù hợp nữa. Vậy thì đâu sẽ là những bí quyết để giúp cho con cái chúng ta xây dựng được một cái chế độ dinh dưỡng tối ưu cho ba mẹ mình, mà để cho hai bên vẫn yêu thương nhau, vẫn thấu hiểu nhau, không có gặp một cái sự xích mích nào, thì lại phải xin quay trở lại với các chuyên gia. Xin được kính mời chị bác sĩ Yến Phi và chị tiến sĩ Thúy ạ. Ai sẽ là người nói trước ạ? Chắc cho Phi nói trước về cái chuyện dinh dưỡng, tại vì Quỳnh Hương vừa mới nhắc tới một cái điều mà từ cuộc khảo sát đưa ra đó mà Phi nghĩ nó rất quan trọng, mọi người cần lưu ý. Đó là 81% những người cao tuổi tự mình nhận thức ra cái việc rằng cái chế độ dinh dưỡng đúng là một cái phần quan trọng để họ có một cái giai đoạn lão hóa an lành. Tại sao lại như vậy? Chúng ta biết là cơ thể chúng ta, cái đơn vị của cơ thể mình chính là tế bào. Chúng ta sống trẻ là nhờ tế bào trẻ, khỏe là nhờ tế bào khỏe. Cho nên cái tế bào á, khi mà chúng ta sinh ra nó còn trẻ còn khỏe thì mình có một cái sức khỏe tốt. Còn khi lão hóa đi rồi thì chính những cái tế bào này nó bị hư hỏng ở bề mặt, là nó hư hỏng cái bào quang bên trong. Và các cái chất dinh dưỡng mà chúng ta ăn vào hàng ngày chính là cái nguyên liệu để giúp xây dựng nên tế bào. Cho nên khi mà chúng ta muốn bảo vệ cái tế bào của mình làm sao nhất cho nó trẻ lâu nhất nè, rồi dài nhất nè, không có bị hư hỏng, không có bị gãy vỡ, sức cửa, sức bàn gì hết á, thì chúng ta phải cung cấp đủ tất cả những cái chất dinh dưỡng gọi là nguyên liệu để xây dựng nên những cái tế bào đó. Cho nên cái dinh dưỡng nó quan trọng chính là như vậy. Rồi nãy tôi có nói về cái khái niệm là cái khối cơ và khối xương của mình sẽ bị teo dần qua thời gian theo cái tốc độ lão hóa, là bởi vì đây là những cái khối cơ quan mà nó sẽ vận động suốt ngày. Mọi người thấy mở là để im, nó không xài vô chuyện gì hết, nhưng mà mỗi ngày chúng ta đi lại là chúng ta vận động, chỉ cần chúng ta hít thở thôi thì các cái cơ hô hấp cũng phải được sử dụng. Do đó cái quá trình lão hóa, tốc độ lão hóa của những cái dạng tế bào mà phải thường xuyên sử dụng như vậy thì thường nó sẽ cao hơn. Do đó khi mà chúng ta cung cấp đầy đủ dinh dưỡng thì chúng ta có các nguyên liệu để mà xây dựng, bảo vệ, để mà sửa chữa những cái tế bào tổn thương của mình. Kèm theo đó là Hương cũng nhắc đến một cái chuyện mà Phi nghĩ rằng mọi người cũng cần lưu ý là phải vận động vừa phải nữa. Là tại sao? Bản thân cơ thể của chúng ta nó ngộ lắm. Cái gì mà gọi là
chúng ta có nhu cầu thì nó mới làm, nó làm biết, nó bây giờ nó có, nó làm một cái chuyện gì đó mà quá sức gọi là dư thừa hết trơn, không có năng lượng dư thừa. Do đó khi chúng ta vận động khối cơ, kéo vô giãn ra khối cơ, hoặc là những cái cử động làm nén ép lên xương, thì cơ thể nó nhận được cái thông tin rằng à, các cái khối cơ quan này đang vận động và cần được sửa chữa, cần được bồi dưỡng. Thì cái lúc mà chúng ta vận động nhẹ nhàng như vậy á, thì cơ thể sẽ phát tín hiệu để mà khối cơ và khối xương của mình nó nhận các cái nguyên liệu vào và nó xây dựng những cái tế bào cơ, tế bào xương mới tốt hơn, nhiều hơn. Và lúc đó thì cái tốc độ làm lão hóa, tốc độ teo cơ, tốc độ loãng xương của mình nó sẽ giảm đi. Chính vì vậy cái việc dinh dưỡng và vận động là cái phần rất quan trọng để chúng ta duy trì cho bằng được cái khối cơ thể của mình trẻ nhất. À, tuy nhiên người cao tuổi thì sao, gặp một đống những cái vấn đề khó khăn đúng không ạ? Nhất là người cao tuổi ở Việt Nam mình á, nói nào ngay mình không có chăm sóc cơ thể mình ngay từ giai đoạn sớm đâu. Ví dụ răng nè, sâu một cái nhỏ luôn đúng không, cứ đi trám đi làm mất công, hoặc là mất một vài cái răng sẽ không có tốn thời gian để mà đi đi trồng răng. Không biết là mẹ của Hương với mẹ của Thúy thì sao, chứ mà mẹ Phi là Phi biết mà, rồi trồng cái răng gì tới mấy chục triệu lận con, thôi tao ăn được rồi, tao ăn thấy được rồi, và từ chối cái việc trồng răng mặc dù con cái ép. Như vậy thì cái việc mà nhai cũng bị giảm đi nè, rồi nước bọt khô đi, nước bọt nó giảm làm việc nó sẽ khô hơn, rồi cái ống tiêu hóa nó sẽ giảm nhu động, nó giảm tiết cái dịch, rồi rồi ngay cả cái thói quen ăn uống nữa. Cái thói quen là hồi xưa đó thì ăn ABC, thịt gà là thích ăn gặm cái xương cơ, nhưng mà bây giờ không ăn cái xương được nữa, phải gặm qua cái miếng thịt nạc, mà thịt nạc là thứ mình không thích, do đó sẽ khó ăn. Có khuynh hướng chọn những cái món ăn mà mềm mềm, ví dụ như cơm thì nấu nhão hơn nè, cơm gạo lứt khô khô cái là không ăn được, hoặc là ăn thịt thì thích ăn thịt mỡ giống như trẻ con vậy đó, tại vì thịt mỡ nó mềm hơn, kho cục thịt rệu gì ăn sẽ ngon hơn là một cái miếng thịt gọi là cứng khô hay là chiên. Như vậy thì những cái cách ăn đó nó sẽ dẫn tới cái chuyện là cung cấp những cái năng lượng nhiều hơn bình thường, và rốt cuộc dẫn tới cái hậu quả về mặt dinh dưỡng. Cho nên mà mình lưu ý dùm khi một số các cái nguyên tắc sau đây chúng ta cần phải lưu ý để chúng ta đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho cái người cao tuổi tốt nhất. Thứ nhất là chúng ta phải giảm năng lượng đi. Người cao tuổi không có đi nhiều nữa, hồi xưa mẹ Hương là đi tới chân núi là trèo băng băng lên tới đỉnh núi đúng không, còn bây giờ thì tới nơi thì chỉ ngồi im chỗ, tại vì sao, cơ yếu rồi, làm biến đi. Khi chúng ta giảm hoạt động như vậy, các cái cơ thể của mình nó cũng giảm hoạt động đi nữa, thì chúng ta sẽ phải giảm năng lượng. Cho nên trung bình một người cao tuổi một ngày ăn một ngày là khoảng chừng 2.000 calo, nhưng mà cái người cao tuổi của chúng ta đó thì ăn khoảng chừng 1.600-1.700 là đủ, tức là chúng ta giảm khoảng chừng 1/4 cái năng lượng tổng so với lại cái giai đoạn khi chúng ta còn trẻ. Và trong cái số năng lượng cung cấp này, chúng ta sẽ cung cấp cân đối các cái chất dinh dưỡng, thì mỗi ngày cơ thể của mình sẽ nhận khoảng 40 chất dinh dưỡng khác nhau. Nó chia ra làm hai nhóm, cái nhóm có sinh năng lượng và cái nhóm không sinh năng lượng. Cái nhóm có sinh năng lượng gồm có chất bột đường nè, chất đạm và chất béo. Còn cái nhóm không sinh năng lượng sẽ bao gồm chất xơ, nước, vitamin và các cái dạng chất khoáng. Thì mình thấy đó ha, giống như là cái xe mình đổ xăng thì mình phải đổ thêm nhớt, rồi thêm mấy cái nước làm mát máy, dầu thắng vậy đó. Thì chúng ta cần phải cung cấp cân đối hai cái nhóm này. Thì Phi nói trước về cái nhóm mà sinh năng lượng, tức là chất bột đường, chất đạm và chất béo. Thì hồi xưa mình ăn á, thì mình ăn trung bình một bữa là 1.5 chén cơm. Bây giờ người cao tuổi chỉ còn 2/3 chén cơm thôi, thì mình phải giảm cái tỷ lệ bột đường hơn. Đây là cái thứ mà dễ mềm, dễ tiêu hóa, dễ hấp thu, nhưng mà làm tăng đường huyết nhanh và chuyển thành mỡ nhanh đó. Cho nên cái lượng chất bột đường chúng ta sẽ phải giảm xuống một chút xíu nè. Giảm bột đường nhưng mà đi kèm theo đó phải là lượng chất xơ nó tăng lên, để chi, để chậm hấp thu lại. Mà cái chất xơ của người cao tuổi ăn á thì lại không thể ăn được các dạng chất xơ hòa không hòa tan. Xơ của mình có hai thứ, một thứ là hòa tan và một thứ không hòa tan. Trong rau của mình á, là chỉ có chất xơ không hòa tan thôi. Những cái rau, những cái chất xơ này nó cứng lắm và nó sẽ làm giảm hấp thu các cái vi chất gì đó, tăng được giảm đường, đồng thời là phải tăng xơ để giảm hấp thu, nhưng mà lại là phải cái nhóm xơ gọi là cái nhóm xơ mà không hòa tan, nhóm xơ hòa tan á, tức là cái dạng xơ mà sau khi mình bỏ vô nước nó sẽ được trương lên, nó sẽ hút nước, nó chuyển thành một cái chất sệt sệt nhớt nhớt, ví dụ như là xơ trong sữa, xơ trong mấy cái loại đậu bắp nè, rau đay, rau mồng tơi. Vậy đó ha, như vậy thì chúng ta thấy là giảm đường và tăng cái lượng xơ phải là xơ không hòa tan. Cái thứ hai là cái lượng chất đạm, thì đương nhiên mình không có giảm chất đạm bởi vì cần chất đạm để mà phục hồi các khối cơ, nhưng mà đạm mà đưa vô một lượt ở trong đường tiêu hóa thì sẽ không thể nào mà tiêu hóa hấp thu nổi hết trơn, hệ tiêu hóa giảm hoạt động rồi. Cho nên chúng ta lại phải chọn những cái loại đạm mà mềm, dễ tiêu hóa, ví dụ như là cá nè, đậu hũ nè. Và khi mà chúng ta chọn cái loại đạm đó thì nấu trong cái nấu mềm nhừ hơn, để cái chất đạm được thủy phân một phần, lúc mà vào trong ống tiêu hóa thì giảm cái nhu cầu tiêu hóa đi. Và chúng ta phải chia đều đạm ra trong ngày, một ngày không phải là 3 bữa mà có khi là 6 bữa, tất cả những cái bữa chính mình ăn thịt cá,
ăn đậu hũ, còn những cái bữa phụ mình có thể dùng đạm trong sữa, trong phô mai để cung cấp đạm một cách từ từ như vậy. Còn chất béo đương nhiên là như người ta chúng ta phải giảm lượng chất béo đi, nhưng mà cái chất béo vẫn rất quan trọng, mình đừng có quên chất béo là cái nguyên liệu để mà cấu trúc nên tế bào thần kinh. Rất nhiều người cao tuổi là nghe cholesterol tăng cái sợ, bị tim mạch cái sợ và bỏ hẳn chất béo. Mình đừng có quên cái chuyện rằng nếu không có đủ lượng chất béo thì chính những cái tế bào thần kinh của mình nó sẽ lão hóa tốc độ nhanh hơn. Mọi người nhớ mình ăn ốc heo á, mình thấy nó béo béo là tại vì cái thần kinh của mình được tạo nên bởi chất béo, do đó chúng ta vẫn phải cung cấp đủ một cái lượng chất béo, và chất béo này phải là chất béo thiết yếu để xây dựng hệ thần kinh, để làm giảm tốc độ lão hóa cái hệ thần kinh của mình đi. Đấy, thì đó là nói về ba cái chất sinh năng lượng. Như vậy thì nguyên tắc thì nhắc lại ha, mình giảm năng lượng là ăn khoảng chừng 3/4 so với trước đó thôi ha, rồi xong đó mình ăn cơm cũng giảm đi. Ăn đạm thì không giảm, nhưng mà chọn qua các cái loại đạm trắng ít có nấu mềm, và chất béo thì mình sẽ ưu tiên các cái dạng chất béo quý, tức là những chất béo mà cung cấp cái axit béo mà nó liên quan tới cái việc hình thành thần kinh, ví dụ chất béo nằm trong cá hồi, chất béo nằm trong các cái chất béo gan của các cái loại động vật mà hai chân á, tức là các loại gia cầm. Như vậy thì nó cung cấp đầy đủ cân đối hơn. Còn đối với các cái nhóm vitamin và chất khoáng á, thì thông thường thì sẽ được cung cấp thông qua rau và trái cây. Hồi nãy mình nói rồi, rau là người cao tuổi không có được ăn nhiều đâu, hồi xưa ăn một chén rau bây giờ phải giảm xuống, bởi vì nếu ăn rau nhiều quá đó thì nó lại không hấp thu được vitamin, do đó chúng ta sẽ giảm rau, nhưng mà chúng ta tăng những cái loại chất xơ hòa tan. Ví dụ như mình chọn cái lá rau thôi chứ mình không ăn cọng rau nè, mình ăn các cái loại chất xơ hòa tan trong các loại củ như là khoai từ, khoai mỡ, rồi ăn các cái loại xơ hòa tan từ cái loại như nha cam hay là xương sâm, xương sa, xương sáo, như cái dạng mà gọi là hút nước và chuyển thành cái dạng nhầy nhầy như vậy á, thì sẽ có tốt cho người cao tuổi hơn việc là xào một cái dĩa rau lớn hay là ăn một cái tô canh mà nấu toàn rau không thôi. Bởi vì những cái xơ không hòa tan đó thì nó sẽ dẫn tới cái làm giảm hấp thu những cái chất mà vốn rất cần thiết cho cái người cao tuổi như vitamin, chất khoáng. Thì với những người cao tuổi mà rất lớn rồi và có cái ảnh hưởng làm giảm cái hoạt động của hệ tiêu hóa nhiều, thì đôi khi bác sĩ sẽ phải chỉ định sử dụng thêm các cái loại vitamin và chất khoáng ở bên ngoài đưa vào, bởi vì chỉ với trong thực phẩm thôi thì đôi khi là không đủ. Thì mọi người thấy Phi sẽ cho một cái con số trung bình ha, để mọi người tưởng tượng được là một người cao tuổi sẽ ăn như thế nào, một ngày 3 bữa nè, mỗi một cái bữa gọi là bữa chính á, thì chúng ta sẽ có khoảng chừng 2/3 chén cơm, khoảng chừng 30 đến 50 gram các cái loại đạm nấu mềm mà chúng ta lưu ý chọn cái đạm mềm trắng, rồi khoảng chừng một muỗng canh chất béo. Cái muỗng canh là chúng ta dùng thức ăn, hoặc là chúng ta cũng có thể là ăn luôn cái từ cái thực phẩm, ví dụ như ăn cá hồi mình có sẵn béo rồi, ăn cá ba sa có sẵn béo mình không cần cho thêm vào. Và như vậy thì chúng ta còn cần thêm một chén các cái loại rau và trái cây, thì cái rau mình ưu tiên chọn cái rau nào mà nó nhớt nhớt mềm mềm, thì một ngày mình ăn 3 lần, và 3 lần là 3 bữa ăn như vậy. Còn lại 3 bữa phụ thì sao? Mình có thể uống sữa. Sữa là một cái dạng cung cấp chất đạm rất tốt, cái lượng đường nó không có quá nhiều và vitamin chất khoáng nó lại nhiều hơn. Chúng ta có thể dùng sữa, dùng các chế phẩm sữa, hoặc là thậm chí mình có thể ăn những cái dạng như là bánh gì đó của người Việt Nam mình đó, một số lượng ít thôi. Thì cần lưu ý là chúng ta phải giảm cái đường ngọt nha, cái đường đơn giản. Thứ gì mà đưa lên miệng ngọt là thứ đó nguy cơ. Mình không cấm được mấy ông mấy bà đâu. Thường thường là Phi sẽ cho ăn với một cái số lượng ít hơn, ví dụ hồi xưa ăn 4 muối sầu riêng một bữa thì thôi giờ bà ăn 1 muối thôi, bà để dành cái muối kia tới tối rồi bà hẳn ăn. Thì những cái ngày mà ăn sầu riêng nhiều lên như vậy thì chắc chắn là bà bị cắt hết, không được uống cà phê sữa đường này này kia có đường, hoặc là không được ăn những cái món canh chua mà có quá nhiều đường. Thì tự bà sẽ hiểu rằng mình cân đối như giảm tạo thành khối mỡ và hấp thu các cái chất dinh dưỡng một cách cân đối hơn. Thì các cái món ăn của người cao tuổi thì nói chung là cũng dựa trên cái thói quen của người cao tuổi nhiều lắm. Bà Phi thì Phi thường hay là sao, tức là mình tính trên tổng số rồi xong rồi mình dạy cho bà tự thích nghi. Hồi nãy Hương có nói chuyện là chấm nước mắm mặn á, thật sự mà đồ ăn mà không chấm nước mắm mặn là mẹ Phi không ăn luôn, ăn không được, nó dở quá đi nuốt không được, lẫy ta không ăn luôn đó. Vậy đó, thật sự thì nếu như mà một bữa bà được ăn một muỗng canh á, nước mắm, thì như vậy thì đồ ăn của bà có quyền là mình nêm nhạt xuống và mình để cho bà cái chén nước mắm nguyên chất đó, không cần pha ra luôn, bà ăn trong đó thôi. Chuyện cái bà sướng hơn là cái chuyện mình nêm cái muỗng nước mắm nó vô trong thức ăn rồi không cho bà chấm. Như vậy thì cái việc mà thay đổi cái cách uống của bà thì nó cũng nằm trên cái nền tảng là chúng ta tính toán sẵn cái số lượng thực phẩm và nên chọn cái cách nào mà phù hợp nhất với cái người cao tuổi, chứ không nên dùng một cái lý thuyết áp đặt được tiếp lên trên bà là bà phải pha ăn nước mắm pha loãng ra, bà không được chấm thêm. Thì đôi khi chính cái tâm lý mà phản kháng hồi nãy chị Thúy có nói đó, tao có già đâu, tao có bệnh đâu,
đối xử với tao như là người cao tuổi vậy đó, thì cũng làm cho người ta cảm thấy vì hiểu chuyện này lắm, sắp rồi mà, cho nên là rất hiểu cái chuyện là tinh thần còn rất phấn là muốn làm mọi thứ nhưng mà thể chất của mình là giảm rồi. Phi vẫn muốn trèo lên núi đấy ạ, à, tinh thần rất tốt nhưng mà rõ ràng là biết cái chuyện mình trèo lên nửa chừng có khi mình phải tụt xuống, cho nên là thôi trèo rút thôi rồi xuống chứ không có ráng trèo lên tới đỉnh núi. Thì đó là cái sự gọi là sao, phải thích nghi với cái sự lão hóa của mình để có cái sự an toàn trong cuộc sống. À, mình đang nói về chuyện cái lão hóa mà an lành mà, cho nên cái chữ an cũng là cái điều quan trọng mình cần lưu ý. Ok, quá là hữu ích luôn. Xin được cảm ơn những chia sẻ của chị Yến Phi rất là nhiều. Vậy thì bây giờ mình sẽ lắng nghe thêm những ý kiến từ phía chị Tiến sĩ Thúy này. Chị có thể gọi là đề xuất thêm một số cái điều gì mình cần lưu ý để xây dựng nên một cái hành trình lão hóa an lành được không ạ? À? Thưa chị, về mặt tâm lý. Em xin tiếp lời chị Yến Phi thôi ạ. Và bác sĩ Yến Phi nói rất là nhiều những cái chất đạm, đường, béo đúng không ạ? Tất cả những phân tích theo theo y khoa. Em chỉ bổ sung thêm một cái vitamin nữa là vitamin Y ạ. Đó là vitamin yêu. Nói như là cái từ an lành đấy, lão hóa an lành đó thì đúng là người già phải an. Vitamin yêu là gì? Là chúng ta nhớ là tạo ra bầu không khí thoải mái khi ăn, vui vẻ khi ăn. Bữa ăn thì trời đánh tránh ngang, không có la con, không có la vợ, la chồng gì hết ạ. Vì người già ngoài cùng như thế họ mất mất ngon luôn, họ họ chán ăn luôn ạ. Và đặc biệt là những cái món mà chúng ta biết mẹ mình ăn, bố mình ăn là hại đó, nhưng mà cũng xin cũng không nên can thiệp quá. Ăn một chút không sao đâu, ăn một chút những cái đó tưởng là độc hại nhưng mẹ mình ăn trong ngon lành, mẹ mình ăn trong thoải mái thì lúc sau lần sau mình điều chỉnh sau. Còn lúc đang ăn, các ông bà đang ăn, đang muốn chấm cái này, đang muốn ăn cái kia một chút thì không nên ngăn cản ạ. Cái này nó rất là quan trọng ạ, vì nó là tâm lý. Nếu mà người già sợ là chán, người già cứ đụng cái gì con cái cấm, đụng cái gì con cái cũng sợ rồi nhá, thì nhất ngon đi đúng không ạ? Cho nên cái vitamin E này quan trọng lắm, tâm lý thoải mái này quan trọng lắm ạ. Cha mẹ có ăn ngon thì mới khỏe nha, chứ còn ăn đồ bổ, ăn đồ đúng dinh dưỡng, ăn đúng liều lượng đi nữa nhưng mà ăn trong sự lo phiền, ăn trong sự khó chịu, ăn trong sự ức chế thì nó đâu còn gì nữa đúng không ạ? Cơ thể nó không hấp thu được rất chất dinh dưỡng đâu ạ. Và có một chi tiết lưu ý nữa, người già rất là, nhất là những người già mà ngày xưa tuổi thanh niên của họ trong nghèo khó đó, trong khổ, khổ vất vả đó, thì họ rất là tiết kiệm ạ. Cho nên là giống như cái audio lúc nãy chúng ta nghe đó, ăn những món đắt tiền là họ không nỡ ăn, họ không ăn không ngon. Cho nên đôi khi là nhiều nhiều con cái đã tâm sự với tôi là mua cái món này bao nhiêu tiền, không bao giờ dám nói bố mẹ. À, thậm chí ông bà hỏi quá để ông bà thoải mái, ông bà không có thích tiền ông bà mới ăn, chứ ông bà mà thích tiền ông ăn đâu. Nhưng mà ngược lại ạ, à, cũng có một nhóm ông bà là rất là muốn là hưởng thụ đấy, cho nên là muốn ba con cái phải cho mình ăn đồ ngon này, cho mình ăn đồ bổ này, nhưng mà mình biết là đồ bổ đồ ngon đấy ăn nhiều thì tốt, là bệnh sinh, thì mình lại phải cũng khéo léo nói bố mẹ, chứ không bố mẹ lại bảo mày tiếp tiếp tiền mày không có cho tao ăn thì nó lại không nên ạ. À, cho nên chúng ta phải hiểu là có rất là nhiều những cái nhóm tâm lý khác nhau ở người già và không ai giống ai đâu ạ. Cho nên là trong cái chuyện ăn uống này thì xin lưu ý là lắng nghe bố mẹ và hiểu nhu cầu của bố mẹ để ứng xử theo cái nhu cầu đó. Và cái vitamin E này nó rất là quan trọng ạ, dù thiếu cái gì thì thiếu chứ đừng thiếu vitamin E ạ. Dạ vâng, em xin bổ sung thêm vậy thôi. À, cái vụ mà y thì nhà mình có vitamin y, nhà mình rất là có và rất là yêu thương cha mẹ, nhưng đúng là ở nhà mình thì đó, nói tới đâu là nhột tới đó, là bởi vì đúng là thôi mẹ đừng có chấm này, không cho mẹ chấm đâu, rồi giật cái chén lại xong rồi bắt quả đúng nó không có chấm đâu rồi cho nên để rút kinh nghiệm ha, rút kinh nghiệm sau này là mình sẽ phải nói với những khéo khéo với những người khác trong nhà, mình âm thầm mình giấu bớt cái chén hơn là mình giật lại rồi mình không có cho rồi người ta ức chế rồi thấy tội nghiệp ha. Vậy thì nói gì thì nói, với nãy giờ các bạn ngồi có nghe nói thì mình cũng phải thừa nhận một điều, con xin lỗi rất là nhiều nếu mà có cô chú nào cũng đang ngồi nghe chương trình thì đừng có tự ái, nhưng mà con thấy rất là rõ, mà cái này không phải con nói, không phải là nói xấu đâu, nhưng mà là rõ ràng là đã có những cái quy luật ha, và thậm chí có một cái trường phái mà Quỳnh Hương đã học hỏi và nghiên cứu được, đó là gọi là các cái chu kỳ rồng, thì người ta đi theo những cái chu kỳ thôi, tức là có đi lên thì rồi sẽ có đi xuống, và chắc chắn rằng khi đi qua bên kia con dốc cuộc đời thì người ta đi lên bằng cách nào, người ta sẽ đi xuống bằng đúng cái cách đó, tức là 18 năm đầu, 18 năm đầu người ta xây dựng một cái hệ thống cơ thể thể chất hoàn chỉnh như thế nào, thì rồi tiếp theo đó 18 năm sau là người ta xây dựng một cái hệ thống trí não hoàn chỉnh, thì bước qua khỏi tuổi 35 là bắt đầu cái thể chất nó đi xuống trước,
Rồi bắt đầu qua khỏi tuổi 50, 52 là bắt đầu trí nhớ và cái phần trí não nó đi xuống theo, và dựa trên cái nền đó thì cái thể chất bắt đầu là nó quay trở về với thời thơ ấu. Tức là mình từ một đứa nhỏ đi lên sau thì bây giờ người già đang quay trở về y chang là những đứa con nít như vậy, cả về tính tình lẫn về cái sức khỏe thể chất luôn. À, ngày xưa mấy đứa nhỏ nó chưa có biết đi thì bây giờ ông bà cũng bắt đầu đi không được. Rồi mấy đứa nhỏ nó không có răng thì bây giờ ông bà cũng bắt đầu không có răng. Rồi bắt đầu mấy đứa nhỏ nó phải ăn mềm, ăn nhạt, ăn gì đủ thứ thì bây giờ ông bà cũng phải quay trở lại. Và đặc biệt là tấm tình, quỳnh qua quan sát và thấy đúng là người ta càng lớn tuổi thì người ta càng bị giống con nít luôn. Tức là cái tính mà tự ái rồi dễ tủi thân rồi hay khóc rồi nhạy cảm, ôi cái gì dễ lo sợ cái gì cũng có ha. Do đó mà nếu mà cô chú anh chị nào mà đang ngồi theo dõi chương trình mà thật sự thấy có mình ở trong những cái gì mà nãy giờ tụi mình mô tả thì xin hãy hiểu rằng chúng ta đang đi theo một cái hành trình tự nhiên thôi của vũ trụ này, và cái việc mà chúng ta hiểu á thì chúng ta sẽ gọi là sống thuận tự nhiên hơn, và qua đó thì chúng ta đỡ làm khổ mình, đỡ làm khổ con cái và những người xung quanh, bởi cái sự hiểu chuyện và chấp nhận mọi sự thuận tự nhiên của mình. Và bên cạnh đó nếu mà các chúng ta đang là bậc làm con á, đặc biệt là khi mà chúng ta đang ở cái lứa tuổi trung niên đi, con mình cũng đang lớn rồi, nhiều anh chị mà cỡ tuổi Quỳnh Hương bây giờ thì con cái nhỏ nhất cũng phải mười mấy tuổi, giống như con Quỳnh Hương bây giờ 19 tuổi, còn nhiều người đã tuổi Quỳnh Hương bây giờ con cái cũng ngoài 20, có nhiều anh chị đã có xui rồi, rồi có cháu nội cháu ngoại rồi. Vậy thì chúng ta phải hiểu rằng là chúng ta cần phải nhìn ở trong hai cái góc nhìn để cho chúng ta có một cái nhìn dung hòa. Chúng ta yêu thương cha mẹ già của mình như thế nào, chúng ta lắng nghe với sự thấu hiểu, dùng cái vitamin Y mà chị Thúy nãy nói, rồi cái sự hiểu biết về dinh dưỡng, về sức khỏe, về tâm sinh lý vân vân, thì chúng ta đối đãi với cha mẹ mình sao thì mai mốt con mình đội lên nó sẽ đối xử với mình y chang như vậy, theo đúng quy luật nhân và quả. Cho nên ha, mình cần phải hiểu, mình hiểu càng rõ và mình thấu hiểu chừng nào, mình phát triển cái tình thương tinh tế bao nhiêu thì bản thân mình cũng dễ sống hơn trong cái môi trường với cha mẹ mình và với các con mình như vậy. Vì vậy chúng ta đừng có nên áp đặt những cái gì mà chúng ta đang cảm nhận khi mà cái sức khỏe chúng ta còn sung mãn, cái tương lai của chúng ta còn rất là rạng rỡ để mà đi nói chuyện với một người mà gọi là quá khứ, tất cả chỉ còn là quá khứ mà thôi ha. Rồi chúng ta nên cố gắng hỏi han để mà hỏi biết khẩu vị của cha mẹ thế nào, rồi chúng ta cũng sẽ biết làm lắng nghe những cái ý mà nãy giờ chị Yến Phi nói, mà cái vụ mà cái chất xơ mà hòa tan á, thật sự nó là cái điều mà rất là mới mẻ với Quỳnh Hương, bởi vì Quỳnh Hương ngày nào cũng được mẹ Quỳnh Hương ăn cả một cái dĩa rau to thiệt là to như vậy, và trong đầu của bà vẫn nghĩ là vẫn còn đang ăn rau nhiều mà để cho ta tiêu hóa, nhưng mà cảm giác nó chưa có đúng, mà không biết nó chưa đúng chỗ nào thì hôm nay mới biết ha. Cái người già thì cái chất xơ hòa tan lại không quá phù hợp nữa, cho nên chúng ta phải ưu tiên chuyển về cái gọi là chất xơ, à xin lỗi, cái chất xơ không hòa tan nó không còn mấy phù hợp nữa, mà chúng ta phải ưu tiên chuyển về chất xơ hòa tan là những thứ mà đổ vô có nước, nó hút nước và nó trở nên hơi là sệt sệt, nó hơi mềm mềm, nó hơi nhớt ha. Vậy thì những cái điều đó nó sẽ giúp cho sức khỏe về thể chất của cha mẹ mình ngày càng tốt hơn. Mà các bạn biết rằng khi sức khỏe thể chất của ông bà tốt hơn, chắc chắn tinh thần ông bà sẽ tốt hơn rất là nhiều. Rồi, như vậy thì bây giờ chúng ta chuyển sang một cái khía cạnh mà chắc chắn nhiều người sẽ giật mình đây. Bởi vì Quỳnh cũng rất là quý cái góc nhìn này từ phía các anh chị của Varna Nutifood Thụy Điển. Bởi vì hồi giờ ít có người mở ra vấn đề này. Mình cứ nghĩ rằng mình rất ổn và mình đi cứu vãn thế giới này, mình lo mình đi giúp người khác, trong khi cái thân mình đã lo được chưa? Lúc nào cũng vậy, Quỳnh nhớ rất là rõ là ngay cả Đức Phật đi thì Ngài cũng nói là phải lo cứu mình trước rồi mới đi cứu người. Mình phải yên vui, mình phải khỏe mạnh thì những người xung quanh mình mới được cái sự trợ giúp của mình một cách hiệu quả. Còn kêu bằng là ốc còn không lo nổi cái thân ốc mà lo còn tách thêm cái cọc giùm cho rêu nữa thì chắc chết luôn hai bên. Vậy thì ở đây Quỳnh muốn nói về cái vai trò của người chăm sóc chính là bản thân mình đây.
Vậy thì ở đây chúng ta mở ra một cái vấn đề hết sức là thực tế, đó là chúng ta nâng cái tầm biết ý thức về chăm sóc, người chăm sóc là bản thân mình. Bởi vì bản thân chúng ta khi mà chăm sóc cha mẹ già cũng là lúc nãy giờ mình nói nhiều lần đó, là lúc mình đã đứng xa xa khỏi cái cầu và chuẩn bị cũng bước vô trong một vài năm tới nữa đây thôi, chứ cũng không lâu đâu. Vì vậy chúng ta cũng nên dành một ít thời gian cho mình tĩnh tâm, quay lại vào bên trong, quan sát bản thân mình cho thật là kỹ, xem bản thân mình đã chăm sóc mình đầy đủ chưa, đúng cách chưa, hợp lý chưa, để rồi qua đó mình là người chăm sóc, mình sẽ tỏa cái sự chăm sóc đó đến cho cái hành trình lão hóa an lành đối với cha mẹ mình cho tốt hơn. Vậy thì Quỳnh phải thực sự mà nói, chia sẻ với lại chị Phi với Thúy là Quỳnh rất là may mắn là Quỳnh bị một cái tai nạn nó xảy tới với Quỳnh ngoài 30 tuổi, là một cái tai nạn giao thông tới và làm cho Quỳnh bị gãy hoàn toàn cái dây chằng ở gối phải á chị Phi, cho nên em không có đi được. Khi mà chân thấp chân cao rồi nó kéo dài trong vòng khoảng 10 năm, 10 năm đó em thống khổ vô cùng, không còn tập luyện được nữa, không còn có khả năng, gọi là thậm chí sự nghiệp của mình nó cũng có thể ảnh hưởng rất là sâu. Và tự nhiên từ cái chuyện là bắt buộc mình phải quay lại mình lo cho cái thân của mình á, thì tự nhiên em tìm lại được những cái biện pháp mà phải chăm cho là thân khỏe nè, rồi tập yoga nè, rồi lo ăn uống nè, rồi lo để ý tới sức khỏe tinh thần của mình. Mà em bây giờ em lại biết ơn cái tai nạn đó, bởi vì nếu không có lẽ tới bây giờ em vẫn còn không ý thức gì về cái chuyện là phải lo thân tâm trí mình thế nào, thì có lẽ mình cũng không có đủ gọi là cái sức để ngồi đây để mà mời hai chị tới đây rồi nói chuyện để mà chia sẻ được với mọi người. Cho nên là nếu bây giờ mà với tư cách là những người chăm sóc á, thì mọi người thử quay lại mà nhìn mình thử xem, nếu như là chúng ta không về mặt cuộc sống có vấn đề về mặt dinh dưỡng mới chạy tới đi kiếm bác sĩ, phải không? Vậy thì chị sẽ là một bồ kiến thức và kinh nghiệm trên bài chị. Dạ vâng, đúng như là Quỳnh Hương nói á, cái việc giữ sức khỏe trong cái giai đoạn mà chúng ta chưa già là một cái chuyện hết sức quan trọng, nhưng mà rất tiếc là đại đa số chúng ta hay có một cái câu ngạn ngữ mà Phi đọc được đó là hồi lúc trẻ thì thường chúng ta sẽ bán sức khỏe để kiếm tiền, nhưng mà tới lúc già thì chúng ta sẽ dùng tiền để mua sức khỏe. Rất tiếc là lúc đó các bạn có bao nhiêu tiền các bạn cũng không thể mua được sức khỏe cả. Cái tế bào của mình nó đã bị tổn thương, nó đã bị hư, nó đã bị lão hóa rồi, thì chúng ta sẽ không có một cách nào để chúng ta khôi phục nó được. Nói thật là như vậy, tất cả những cái việc mà chúng ta cần làm tiếp theo, nào là lên tinh thần, yoga, tập luyện để làm gì, để giữ cho tế bào của mình nó không bị hư hỏng thêm. Như như Hương thấy đó, tự Hương đâu có thể nào ở lại cái giai đoạn trước khi mà mình bị dây chằng khớp gối nữa đâu. Tất cả những cái điều Đúng chúng rồi. ta làm là giữ nó đứng lại ở cái giai đoạn mà chúng ta đang bị tổn thương đó mà thôi. Cho nên cái lời khuyên mà tôi thường đưa ra cho tất cả mọi người là chúng ta hãy giữ cơ thể mình trẻ khi mà chúng ta còn đang trẻ, chúng ta hãy giữ sức khỏe khi chúng ta còn sức khỏe để mà giữ, chứ đừng để đánh mất rồi thì mới đi tìm lại thì chúng ta sẽ không tìm lại được. Bởi vì con đường sống luôn luôn là một con đường một chiều, có một chiều một thôi, nó không phải là vòng đời, nó là một cái dòng đời. Và như vậy thì đối với lại việc chăm sóc cha mẹ già thì cái việc mà chúng ta giữ sức khỏe cho mình lại càng quan trọng hơn nữa, bởi vì chúng ta thấy rằng ở cái độ tuổi của chúng ta đó, chúng ta đang là một cái trụ cột để mà gánh hai đầu, một đầu là cha mẹ lớn lớn tuổi và một đầu lại là con cái chưa đủ sức để tự lo. Khi mà chúng ta làm một cái trụ cột như vậy thì cái trụ cột đó nó phải cứng cáp, nó phải vững vàng, nó phải đầy đủ các cái tính chất để mà chúng ta có thể gánh được hai cái đầu gánh của mình một cách suôn sẻ dễ dàng. Có nghĩa là chúng ta phải có một cái sức khỏe tốt, tất cả mọi chuyện chúng ta làm đều dựa trên sức khỏe hết à. Chúng ta có thể làm được 8 tiếng một ngày hay 12 tiếng một ngày hay 4 tiếng một ngày là dựa trên chuyện tế bào của mình nó hoạt động được bao nhiêu tiếng đồng hồ một ngày, đúng không ạ? À? Khi chúng ta buồn ngủ, đã buồn ngủ rồi các anh chị thấy mình làm sẽ không có được hiệu quả hay thậm chí xảy ra tai nạn lao động luôn, là bởi vì cơ thể chúng ta nó mệt mỏi đến nỗi ngủ rồi thì chúng ta sẽ không hoàn thành được công việc. Thì ngay cả cái việc chăm sóc gia đình của mình, khi mà chúng ta không đủ sức khỏe thì không cách gì chúng ta chăm sóc được gia đình. Cho nên Phi rất tâm đắc cái chuyện rằng hôm nay mình đang nói về lắng nghe bằng tình yêu để mà chăm sóc bố
bố mẹ. Nhưng mà trong cái phần chăm sóc bố mẹ đó, ngoài chuyện là mình đi mua thức ăn, mình nấu thức ăn mà có chất xơ hòa tan vân vân, mình mua sữa cho bố mẹ, thì còn cả cái chuyện chúng ta phải tự chăm sóc chính mình. Thì bố mẹ nhìn thấy mình khỏe, bố mẹ sẽ nhận những cái chăm sóc của mình một cách dễ dàng hơn. Chứ còn con mình nó đã đầu tắt mặt tối, nó đã khổ sở, nó đã bệnh hoạn rồi mà còn bắt nó chăm sóc cho mình thì được, đôi khi bố mẹ cũng rất khó. Cho nên với những cái người đang trong độ tuổi trung niên thì chúng ta lưu ý ha, chăm sóc mình. Và cái chăm sóc mình thì chăm sóc bằng cái gì? Phi thường hay đưa ra bốn cái yếu tố để mà chúng ta nhớ trong việc chăm sóc mình. Thứ nhất sẽ là dinh dưỡng, thứ hai là vận động, tập luyện, tập thể thao, thứ ba là thở. Tại sao thở ạ? Oxy là một chất dinh dưỡng bắt buộc cho mọi tế bào của mình, cho nên mình không thở thì không cách gì mà cái chất dinh dưỡng này nó chuyển hóa được hết. Và cái thứ tư là ngủ. Giấc ngủ chính là một trong những cái yếu tố giúp cho cái cơ thể chúng ta nó có cái giai đoạn nghỉ ngơi, nó phục hồi, nó sửa chữa những cái tổn thương. Cho nên chúng ta sẽ có một cái sự cân đối của cả bốn yếu tố này. Thì chắc có lẽ là cái phần mà ngủ như thế nào hoặc là cái tinh thần như thế nào là Phi sẽ nhờ tiến sĩ Thúy nói thêm, bởi vì đó là chuyên chuyên ngành của chị ấy. Còn bây giờ Phi sẽ nói kỹ về cái chuyện dinh dưỡng và vận động. Thông thường thì chúng ta sẽ giữ cho cái BMI, tức là cái trọng lượng cơ thể của mình nằm ở cái mức gọi là cái mức an toàn. An toàn tức là khoảng 18,5 cho tới 23. Thì chúng ta sẽ lấy cái cân nặng của mình tính bằng kg, đem chia cho chiều cao, và cái chiều cao này tính bằng mét. Thì nếu như mình lấy cái chiều cao mình bình phương lên, cân nặng chia chiều cao bình phương ha. Nếu con số này nằm trong khoảng 18,5 đến 23 là chúng ta đang có cái cân nặng cân đối với chiều cao, và các cái khối cơ thể mình mà nãy Phi nói đó, khối xương, khối mỡ, khối nước, khối nạc đó, nó đang nằm ở cái mức cân đối. Thì nếu như mà cái anh chị nào mà thấy mình thừa hơn này một chút thôi thì sắp xếp để mình giảm xuống 23, đúng không? Mình đang 25, 26 mình đừng giảm nhiều, không đừng có đặt mục tiêu giảm xuống bằng cô hoa hậu, chỉ mình chỉ cần giảm xuống 23 là an toàn về sức khỏe rồi. Anh chị nào mà đang thấy mình 16 rưỡi 17, tức là đang suy dinh dưỡng, thì mình tăng lên một chút, và như vậy thì cái dinh dưỡng của mình nằm trong cái mức an toàn. Và khi đã nằm trong cái an toàn rồi thì mình lưu ý những cái khẩu phần ăn bình thường của mình sẽ là bao gồm cái gì. Ví dụ như mình ăn một cái bữa chính của mình, hồi nãy mình thấy ha, một ngày mình có 3 bữa chính, thì bữa chính của mình sẽ cung cấp trung bình là 500 kcal, và phải cân đối giữa chất bột đường, chất đạm, chất béo. Thì một ngày một bữa như vậy trung bình mình sẽ ăn một chén cơm, cộng với lại khoảng chừng 30 đến 50 gram chất đạm. Một chén cơm nè, nửa chén thịt nè, một chén rau và nửa chén trái cây. Đó là cái cách mà Phi hay hướng dẫn cho các anh chị mà làm văn phòng á, mình ăn theo cái cách đó, và một ngày mình ăn 3 bữa như vậy. Nếu như là bạn ăn cái này, bạn những cái bạn mà muốn giảm cân á, thì chúng ta có thể ăn khoảng 2/3 cái bữa chính như thế này, và những bạn đang muốn tăng cân thì mình tăng thêm khoảng 1/3 cho cái bữa ăn chính như vậy nữa. Thì ngoài 3 cái bữa này thì chắc chắn chúng ta cần cung cấp thêm các cái dạng vitamin và chất khoáng. Thì cái loại vitamin và chất khoáng được cung cấp tốt nhất chính là thông qua cái dạng thực phẩm tốt như là sữa hay là trứng hay là các chế phẩm từ sữa, thì chúng ta cần có thêm khoảng chừng 1-2 bữa phụ nữa. Thì mình cũng đừng có quên cái lượng nước trong ngày của mình. Thì thông thường là cứ mình cứ lấy kilo nhân với 40 thì ra cái số nước một cần, ví dụ một người 50 kg nhân với 40 thì mình ra là 2 lít, đúng không? Thì trong 2 lít nước này á, tối thiểu phải được 60 đến 80%, tức là tối thiểu là 60 là 1 lít 2 phải là nước lọc. Còn cái phần còn lại mình ăn nước canh, nước cháo, nước cà phê, nước trà sữa, nó vẫn có đồ vui vẻ cho mình ạ. Nhưng mà cái số lượng nước tối thiểu để duy trì cái tế bào nó khỏe mạnh phải là được 60% cái lượng nước trung bình trong ngày. Thì ngoài cái chuyện mà ăn uống này ra, chúng ta cần lưu ý đi ngủ sớm ha, trước trước 10 giờ đêm, rồi chúng ta phải tập luyện thể dục thể thao. Thì cái khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới là mỗi một người trung bình chúng ta phải tập tối thiểu 30 phút một ngày. Nếu anh chị nào mà kéo dài được ra 1 tiếng thì càng tốt, là bởi vì khi chúng ta tập luyện như vậy á, thì cái khối cơ, Phi nói rồi ha, khối cơ, khối xương nó nhận tín hiệu rằng phải duy trì cái khối này để vận động, thì nó mới tạo lập cái tế bào cơ và xương tốt hơn. Thì chính cái việc vận động như vậy cũng làm khí huyết lưu thông nè, máu mình nó chảy được tới tận cái đầu ngón tay, đầu ngón chân, tận cái đầu não của mình. Và như vậy thì cái vận động nhẹ nhàng trong ngày này nó giúp cho chúng ta có thể trẻ lâu hơn, chính là nhờ cái tác động, cái báo hiệu của các cái khối cơ và khối xương. Ngoài cái việc mà ăn uống nè, rồi tập luyện như vậy, thì chúng ta cần lưu ý là chúng ta năng động lên trong cái cuộc sống hàng ngày. Thay vì mình ngồi riết một chỗ thì ngồi 15 phút thì đứng lên vươn vai, thở một cái để cung cấp oxy. Những cái bài tập thở như yoga, tập thở như là lúc mình thì, hoặc là đơn giản chỉ là tập hít vô thiệt sâu rồi họ thở ra thiệt hết thôi, thì cũng là những cái bài tập thở giúp cho cái phổi của mình nó co giãn á, và nó cung cấp oxy cho mình tốt hơn. Như vậy đó là những cái điều chúng ta nên tập thành thói quen sau hàng ngày. Các bạn sẽ thấy cái điều này rất có lợi, thay vì để tới già mình mới tập. Bây giờ các bạn tập xong cái thói quen đó rồi á,
tới già, đến lúc mà mình già mình trở thành một cái người cao tuổi á, mình khỏi tập nữa, lúc đó mình chỉ làm những cái việc mình đã làm hàng ngày suốt mấy chục năm như là một thói quen, như là một bản năng, thì lúc đó chúng ta rất dễ dàng để có một cái tuổi già gọi là lão hóa an lành như là mình đang nói ở đây. Dạ, cảm ơn chị Phi rất là nhiều. Bản thân Quỳnh trải qua điều này. Quỳnh sinh ra trong một gia đình mà cũng không có cái truyền thống là tập thể dục mỗi ngày đâu ạ. Nhưng mà rất là may mắn là ông xã Quỳnh lại là một người rất là thích thể dục thể thao, cho nên khi mà gọi là lấy ông xã về thì ông xã cứ nói tại sao mà em không có chịu thực hành á, ông nói riết rồi mình cũng gọi là nhột chớ. Xong rồi cái bắt đầu được lay cái cảm giác về thực hành với ảnh mỗi ngày, cho đến khi mà Quỳnh cảm thấy rằng ủa tại sao mình mà buông một ngày là mình cảm thấy mình không yên luôn, mình cảm thấy cái cơ thể mình nó tù, nó động, nó khó chịu, thì lúc đó mới biết là nó đã thâm nhập vào trong cái đời sống hàng ngày. Y như nãy chị Yến Phi nói là tự nhiên ở cái lứa tuổi của mình thì thật ra thì Quỳnh vẫn cảm thấy cái sức khỏe trung bình của mình và cái độ gọi là lão hóa của mình nó vẫn chậm hơn so với rất nhiều các bạn khác cùng cái lứa tuổi của mình luôn. Cho nên Quỳnh đang lấy chính bản thân mình ra để Quỳnh làm ví dụ cho những gì chị Phi nói ha. Khi các bạn đã bắt đầu từ sau tuổi 30, muộn nhất là sau tuổi 30, chứ còn bạn nhỏ nào mà đã thực hành được từ sau mười mấy tuổi là 20 tuổi các bạn đã thực hành thể dục thể thao, các bạn hít thở, các bạn có tập yoga, tập khí công, tập này tập kia đó, hoặc là có vận động, thì Quỳnh đảm bảo rằng cái thời gian các bạn thanh xuân nó còn dài hơn cả tụi mình nữa. Cho nên các bạn bắt đầu sớm chừng nào càng có lợi cho các bạn chừng đó ha. Hãy nhìn bạn Quỳnh Hương đây. Ok rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với tiếp tục những chia sẻ từ phía chị tiến sĩ Thúy, có thể là chia sẻ về sức khỏe tinh thần đến thế nào được không ạ? Dạ Em là em ngưỡng mộ hai chị lắm đấy. Hai chị hơn em nhiều rồi. tuổi và hai chị rất là trẻ trung luôn. Nên là bây giờ mới biết là bí quyết Cảm sống ăn ơn động chị. khoa học. Bác sĩ Yên Phi, em đang ngồi nghe vừa hít thở đấy. Em bận dùng liền là đấy. Dạ. Và chị Quỳnh Hương biết không? Em đã âm thầm theo dõi chị và nghe chị trên YouTube nhiều lắm. Phương pháp mà hôm Pono đó. Cảm ơn chị hãy tha thứ cho tôi và thương lắm là em đã học từ chị đấy. Dạ, cảm ơn hai chị rất là nhiều. Và em quay lại cái chủ đề chúng ta đang nói thì em cũng rất thích cái ý là chăm sóc người chăm sóc. Thực sự chúng ta chỉ có thể giúp người khác khi mà chúng ta khỏe thôi, khi chúng ta giúp chính mình thôi. Cho nên cái thông điệp lắng nghe bằng yêu thương này không phải chỉ lắng nghe ba mẹ đâu mà lắng nghe chính mình nữa. Lắng nghe cơ thể của mình, lắng nghe tâm trạng của mình. Trong cái phòng tham vấn của em thì nhiều nhiều lần em đã gặp những thân chủ mà vì chăm bố mẹ đang ốm nặng á, hay là các cụ cũng có những vấn đề về tâm lý á, và người đó stress luôn, người đó trầm cảm luôn, người đó căng thẳng quá. Cho nên là cái việc mà mình phải biết cách ứng xử với người già, biết cách hiểu người già, biết cách chăm sóc người già, chính là mình cũng đang chăm sóc chính mình. Đó, ví dụ như là những cái trường hợp mà chúng ta nghe từ đầu chương trình bây giờ, những cái mâu thuẫn, những cái căng thẳng xảy ra đôi khi là do những cái không hiểu nhau, ta không hiểu tâm sinh lý của nhau thôi. Còn khi mà chúng ta đã hiểu rồi thì chúng ta mới thương đúng, đúng không ạ? Và chúng ta mới có những cái cách thức phù hợp với cả hai bên. Cuộc sống chung á, thì phải tạo ra niềm vui thì mới có thể tốt cho sức khỏe được. Và cái câu chuyện mà chúng ta đang nói ở đây thì Phi xin bổ sung một vài điều nho nhỏ tiếp lời bác sĩ Phi thôi. Đó là chúng ta phải chăm sóc sức khỏe tinh thần cho mình thật là tốt đó, thì chúng ta mới có thể ứng phó được với những cái căng thẳng, những cái công việc rất là vất vả khi chăm sóc một người cao tuổi trong nhà, nhất là bố mẹ mình lại có những cái bệnh mãn tính chẳng hạn. Việc đầu tiên chúng ta cần lưu ý đó là chúng ta hãy chăm sóc bố mẹ mình với cái lòng biết ơn. Chúng ta biết ơn bố mẹ đã sinh ra mình, nuôi dưỡng mình, chăm sóc mình, thì khi chúng ta biết ơn chúng ta mới có thể là không còn khó chịu với những cái khó chịu của ông bà nữa. Người già thì chậm chạp rồi nghe lãng tai rồi rất nhiều vấn đề người ta nói từ đầu chính giờ. Nếu mà người con không không biết ơn ông bà, chỉ biết là than phiền thôi, chỉ thấy khó chịu thôi, chỉ thấy không hài lòng thôi, thì chính mình là người mệt mỏi trước, sau đó mình sẽ tạo ra một cái năng lượng rất là tiêu cực và làm cho bố mẹ mình cũng phiền lòng nữa, và họ lại càng thu mình lại, họ lại càng không dám làm phiền mình. Cho nên là hãy biết ơn và biết ơn, thì cái sức mạnh của lòng biết ơn sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn, mọi những cái lúc mà chăm sóc ông bà không hề đơn giản đâu, nhất là trong bệnh viện, nhất là khi mà ốm đau cháy nắng trở trời. Một cái việc thứ hai là cái người chăm sóc ấy, để chăm sóc sức khỏe tinh thần của mình tốt á, rất là cần cái tư duy tích cực. Ở tư duy tích cực ở đây là nhìn mọi việc theo một cái hướng lạc quan tích cực. Chúng ta biết là khi mà chúng ta làm việc gì đó mà chúng ta lạc quan thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta tôi sẽ nghĩ ra giải pháp giải quyết vấn đề, chứ tôi không có buồn lòng vì vấn đề đó xảy ra. Còn với người mà luôn luôn thấy là tiêu cực thì họ sẽ nhìn vấn đề nó rất là bi quan, và họ luôn luôn thấy là cái hậu quả chứ họ không tìm ra giải pháp.
Cho nên ví dụ như là một trường hợp là ba mẹ hay nhắc lại một chuyện nào đó nhiều lần, nói một chuyện nào đó quá nhiều lần, hay hỏi mình một điều gì đó nhiều lần, thì hãy nhớ rằng tư duy tích cực rằng ba mẹ đang lo cho mình đấy. Rồi ba mẹ đang nhớ nhớ quên quên nên ba mẹ nhắc lại là đúng rồi. Ngày xưa mình nhỏ mình cũng nói đi nói lại một vấn đề mà. Đó, thì khi mà mình nghĩ tiêu cực thì mình sẽ buồn, nhưng khi mình nghĩ tích cực mình sẽ không không có phiền lòng với những hành động rất là đặc thù của người già nữa. Rồi đặc biệt nếu mà ba mẹ quên thì mình sẽ giúp ba mẹ làm thế nào ba mẹ có thể nhớ hơn. Giống như một chi tiết nãy bác sĩ Phi nói đó, đồ đạc mình để gọn gàng ngăn nắp thì ba mẹ sẽ biết ngay là lấy cái gì ở đâu. Đó, còn nếu mà chúng ta để đồ không ngăn ngắt nắp thì rất khó cho người già mà nhớ nhớ quên quên, đúng không ạ? Thì đôi khi mình hãy nghĩ giải pháp chứ không ngồi than phiền, thì chúng ta sẽ thấy là cuộc sống của chúng ta với bố mẹ sẽ dễ chịu hơn rất là nhiều. Và đặc biệt ạ, một cái ý thứ ba nữa, đó là chúng ta cũng phải tâm sự với ba mẹ nữa. Đôi khi chúng ta buồn vui hay là có cái gì khó chịu trong lòng cũng nên lựa lời nói với ba mẹ. Đôi khi mình trong tâm sự cũng làm cho ba mẹ thấy hiểu mình hơn này, và đặc biệt ba mẹ cũng sẽ mở lòng mình hơn. Chứ nếu mình chẳng tâm sự gì ba mẹ thì muốn ba mẹ tâm sự lại rất là khó, mà mình để trong lòng mình cũng bức xúc nữa, mình khó chịu nữa. Cho nên là hãy tâm sự với ba mẹ và những người thân xung quanh, như là chồng mình hay vợ mình hay các con mình hay là bạn đồng nghiệp của mình, hay là tìm đến chúng tôi những tham vấn tâm lý. Các bạn có điều gì khó khăn, có điều gì khúc mắc, có điều gì đang xa vào cái sự trầm cảm khi chăm sóc người già, các bạn hãy tìm đến những người có thể mở lòng ra, quan tâm đến nhau, và chúng ta hóa giải những xung đột cho nhau rất là quan trọng. Và đặc biệt là người đàn ông trong nhà phải chú ý là để tâm đến cái việc mà người vợ đang chăm sóc người già. Nhiều gia đình là bỏ mặc cho vợ chăm sóc là cũng không nên, bỏ mặc cho một cái người giúp việc chăm sóc bố mẹ thì càng không nên ạ. Chúng ta phải sắn tay vào cùng làm, vừa là làm là để chia sẻ, làm là để mình cũng để cho họ thấy là bạn đồng cảm với tôi, anh đồng cảm với em, cô chú đồng cảm với cháu, thì như vậy nó sẽ rất là hòa thuận. Cái không khí hòa thuận trong nhà đó, cái sự đầm ấm á, cái sự kết nối giữa những người sống chung á bên người già nó cực kỳ quan trọng luôn. Và nó không chỉ tốt cho người già đâu ạ, đừng nghĩ là chỉ làm cho bố mẹ nha, mà chúng ta đang làm cho chính chúng ta. Chúng ta thấy một cái không khí thoải mái thì chính chúng ta cũng có năng lượng này, chính chúng ta cũng có sự tự tin này, chính chúng ta cũng có sức khỏe để chăm sóc ba mẹ tốt hơn. Thì xin bổ sung thêm một vài điều tiếp lời bác sĩ Yến Phi như vậy thôi ạ. Dạ rồi, cảm ơn những cái chia sẻ bổ sung của chị Thúy và Quỳnh Tinh, rằng là tất cả mọi người cũng đang có được những cái sự tham khảo rất là lợi lạc thông qua những cái ý kiến của các chuyên gia. Bây giờ thì chúng ta sẽ dành một ít thời gian để bóc tách một vài những cái câu hỏi mà chúng ta đã nhận được trong cái quá trình livestream ngày hôm nay. Cái câu hỏi đầu tiên mà Quỳnh Hương được nhận được ấy, đó là chị Quỳnh Hương và bác sĩ ơi, cho em hỏi là có cách nào để em có thể bàn bạc cái kế hoạch chăm sóc ba mẹ với vợ em để vừa chăm sóc hiệu quả vừa tối ưu hóa thời gian được hay không? Liệu em có nên bàn với chính cha mẹ của mình hay không? Cái này chắc là mời chị Thúy đi qua. Xin mời chị tiến sĩ Thúy ạ. Chị sẽ nghĩ như thế nào về khả năng này? Dạ, mới vừa nói xong tức thì cảm ơn câu hỏi của khán giả. Quả thật là cái việc của chúng ta phải thống nhất, dạ, thống nhất trong nhà nó rất là quan trọng, mà nhất là thống nhất trong cái việc chăm sóc ba mẹ già, dù là ba mẹ của chồng hay ba mẹ của vợ. Thì cái việc mà chúng ta thống nhất với nhau về thời gian cho ai chăm sóc lúc nào, chăm sóc như thế nào, vì ai bây giờ cũng bận ạ, bây giờ vợ hay chồng cũng đều đi làm hết, cho nên cái việc bận rộn mà chúng ta lại còn phải chăm sóc con nữa. Ví dụ có những người cha mẹ đang già đi và các con thì chưa lớn thì rất là vất vả, giống như bác sĩ Phi nói nãy là hai đầu á, hai đầu quăng gánh đó, thì chúng ta thấy là phải sắp xếp đấy ạ. Cho nên cái việc mà ngay câu hỏi của anh chị đã có giải pháp rồi đấy, đó là ngồi xuống thảo luận với nhau, trò chuyện với nhau. Ví dụ như chúng ta xem là sức khỏe của ba mẹ thế nào, để chúng ta xem là có thể phải đi điều trị không, hay là điều trị ở nhà, ăn uống thì nên như thế nào cho phù hợp, rồi giấc ngủ của ba mẹ phải ngủ sớm như là bác sĩ Phi nói, thì cả nhà phải sắp xếp thời gian để vợ chồng con cái cũng phải đi ngủ sớm, hay là bớt đi những tiếng ồn trong nhà. Đôi khi từng cái việc nhỏ đó chúng ta phải quan tâm rất là kỹ. Thậm chí có những trường hợp chúng ta phải tính đến xem là phải thuê người giúp việc nữa, phải thuê người có chuyên môn chăm sóc ba mẹ nếu ba mẹ bị bệnh mãn tính mà mình không đủ chuyên môn để chăm sóc. Thậm chí có những trường hợp là con cái ở xa mà ba mẹ thì rất cần người ở bên cạnh hàng ngày, thì thậm chí là phải tìm kiếm những cái dịch vụ chăm sóc người cao tuổi phù hợp nữa, phù hợp với gia đình nhà mình, phù hợp với ông bà, phù hợp với thu nhập nữa. Ví dụ như mô hình viện dưỡng lão chẳng hạn, bây giờ cũng là xu hướng của thế giới cũng như ở Việt Nam, để mà ông bà có điều kiện được chăm sóc hàng ngày, được có người có những cái sự quan tâm cụ thể cũng như là những cái biện pháp điều trị cụ thể, tập vật lý trị liệu chẳng hạn, thì những cái đó là rất cần người có chuyên môn ạ, chúng ta không thể tự làm được. Nên đấy là cái việc đầu tiên chúng ta phải cân nhắc rất là kỹ.
tình trạng của ba mẹ và cái điều kiện hoàn cảnh gia đình mình. Một cái chuẩn bị thứ hai rất cần đó, đó là chúng ta cũng phải chuẩn bị về cái nơi, về tiền bạc và về nơi thăm khám cho ba mẹ đấy. Đôi khi chúng ta mua bảo hiểm cho ba mẹ này, hay là đăng ký một cái nơi khám chữa bệnh ổn định này, để ba mẹ cũng quen nữa, người già không có muốn thay đổi đâu. Nên cứ nay đi bệnh viện này, mai đi bệnh viện khác thì ông bà rất là phiền. Chúng ta nên tìm một cái nơi có tin cậy và ông bà sẽ là cái người được được đăng ký khám ở đó. Rồi hai vợ chồng cũng thậm chí là phải dành dụm tiền đi. Thậm chí khi mà ba mẹ còn khỏe, chúng ta cũng đã phải tính đến chuyện là một phần tiền thu nhập của gia đình dành riêng ra, tiết kiệm đi, để mà lo cho khi ba mẹ đến lúc bệnh viện hay ốm đau thì chúng ta có cái để lo. Chứ lúc đấy mà chồng nhìn vợ, vợ nhìn chồng mà không có tiền thì rất là khó khăn luôn, muốn chăm sóc ba mẹ cũng khó. Một cái cuối cùng nữa là chúng ta cũng phải cần phải lên kế hoạch đảm bảo an toàn cho ông bà đấy ạ. Ví dụ như điều kiện sống trong nhà, đồ đạc này, mình để thế nào cho ba mẹ mình bữa lấy này, nhất là ba mẹ mà có bệnh về những cái bệnh lý nền, hay là có những vấn đề về trí nhớ chẳng hạn, thì lại càng cần phải cân nhắc rất là kỹ về mọi thứ trong nhà sao cho thuận lợi nhất cho ông bà. Từ cái việc là chúng ta để ông bà nằm ngủ ở đâu, tôi chia sẻ một cái ví dụ nhỏ thôi. Tôi đã từng là mời ông bà vào chơi và sau này tôi mới biết là mình đã không quan tâm đến bố, là ông là có cái bệnh là người già đấy ạ, đi tiểu rất là nhiều, và phải bố trí cho ông nằm ở cái phòng nào mà cạnh cái nhà vệ sinh thuận lợi nhất, không làm phiền đến ai, thì ông mới vào ở. Còn nếu mà nơi mà nhà vệ sinh không tiện là ông không vào đâu, ông từ chối ạ. Đã, thì chúng ta thấy là chỉ cần một cái chỗ nằm của ông bà thôi, một cái chỗ đi vệ sinh của ông bà thôi, chúng ta cũng phải cân nhắc rất là kỹ. Rồi những cái vấn đề như bác sĩ Phi nói lúc nãy là hay dễ ngã chẳng hạn, thì trong nhà tắm cũng như là trong phòng ăn cũng như trong phòng bếp, chúng ta phải cân nhắc rất là kỹ những cái sự an toàn cho ông bà. Nhà có con nhỏ và người già là phải chú ý yếu tố an toàn. Thì cái này thì chúng ta quan tâm một tí xíu, để ý một tí xíu thì chúng ta sẽ chu đáo thôi. Và đặc biệt là chúng ta nhớ là có một cái kế hoạch để mà phân công thời gian để có người ở nhà với ông bà, thay phiên nhau ở nhà, rồi thay phiên nhau nói chuyện với ông bà. Thậm chí cái việc này cũng phải phân công đấy, chứ là chồng tưởng vợ, vợ tưởng chồng, rồi cuối cùng bố mẹ lại cô đơn, bố mẹ lại thấy mình bị lừa trong nhà thì rất là dở. Và một chi tiết nhỏ nữa thôi ạ, tôi đã gặp một số trường hợp là bố mẹ không để ý, cho nên để các con của mình, nhất là con ở tuổi vị thành niên á, nó mâu thuẫn với ông bà. Đã, đôi khi cái tuổi mà như chị Hương nói là con thì cũng đang cái tuổi già giáo hương, ông bà thì đang quay về cái tuổi nhỏ xíu ngày xưa, đúng không ạ? Như là quay về như một đứa trẻ, thì hai cái này nó dễ va nhau lắm. Nên mà vợ chồng cũng phải để ý nhau xem là các con mình nó có cái điều gì mâu thuẫn ông bà không, và phải dạy con cách chăm sóc ông bà, cách nói chuyện với ông bà nữa, để ông bà không có tủi thân, ông bà không có những cái nỗi buồn. Đấy là một bài chia sẻ nho nhỏ từ cái thực tế tham vấn tâm lý của mình. Cảm ơn chị Thúy rất là nhiều. Quỳnh Hương xin được chút xíu thôi. Thật sự ở nhà Quỳnh Hương, Quỳnh cảm thấy cái may mắn lớn của nhà của mình là hình như là giữa các thế hệ có một cái sự thương yêu rất là lớn với nhau. Cho nên cái đám nhỏ nhà Quỳnh Hương thì không có con trai, cho nên là toàn bộ là ông bà, chỉ có cháu ngoại thôi. Và mấy đứa nhỏ thì nó lại rất là thương và nó rất là thân với ông bà. Nó cứ quấn quýt rồi nó đi qua nó thăm, rồi nó chăm, rồi nó ôm, nó hung, rồi nó làm này làm kia. Cho nên bản thân nhà Quỳnh đang cảm thấy thiệt ra cái đó mới chính là một cái món quà lớn nhất mà ông bà có. Nhưng mà mình có quan sát, mình có thấy là rất là nhiều các gia đình bây giờ, nhất là mấy đứa nhỏ mà nó được đi học các cái trường quốc tế từ nhỏ đấy ạ. Cái này thì Quỳnh không có cái gì kỳ thị, nhưng Quỳnh chỉ nói như là một thực tế để các anh chị nào mà thật sự mà không có để ý tới điều này thì để ý thêm. Tụi nhỏ nó được dạy dỗ trong cái môi trường gần giống như người Tây đi, mà cái người Tây á, họ sẽ không có thích biểu lộ cái tình cảm theo cái kiểu là thân gần, hoặc là tụi nó sẽ có một cái sự khác biệt về suy nghĩ rất là lớn. Cho nên là có khá nhiều những ông và những bà không có bắt cầu được với cháu nội và cháu ngoại của mình, rồi cảm thấy rất là buồn. Thì Quỳnh nghĩ rằng là nếu như mà bố mẹ thương ý thêm một chút xíu, kể thêm cho cha, cho con mình nghe là hồi xưa cha mẹ mình đã từng rất là cực khổ như thế nào để mà nuôi cho con, cho mình lớn lên thì bây giờ mới có con ấy, thì tụi nhỏ nó sẽ hiểu hơn. Còn phần lớn những cái gia đình bây giờ sinh ra trong cái hoàn cảnh quá sung sướng, tụi nhỏ nó chưa từng biết khổ là gì, đói là gì, thiếu là gì, và nó mặc định là cái mức sống nó như vậy là quen rồi. Nó sẽ không hiểu tại sao mà ông nội, bà nội hay ông ngoại, bà ngoại cứ tối ngày ngồi nhắc về những cái tuổi thơ thiếu thốn và hồi xưa nó như thế nào. Thậm chí cảm thấy là ông bà mình lẩm cẩm và không có thích ở gần ông bà mình. Thì cái điều này bố mẹ cũng sẽ nhớ để ý nhắc nhắc thêm con mình dùm chút xíu ha. Và Quỳnh phải nghĩ tới một chuyện thôi. Mình phải
đối xử với tình yêu thương, thì tự nhiên cái tình yêu thương nó chan hòa ra và nó sẽ bắt cầu được cho cả bố mẹ mình với con của mình được thôi. Rồi vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái câu hỏi thứ hai. Thì câu hỏi này chắc là Quỳnh xin phép gửi cho chị Yến Phi ha. Hồi nãy chị Yến Phi có nhắc tới cái tình trạng mất trí nhớ, hoặc là có những cái trường hợp mà bất khả kháng khi mà ba mẹ nhập viện mà lúc đó con cái nó không có ở bên cạnh, thì bây giờ mình phải chăm sóc cho ba mẹ như thế nào? Chị Yến Phi sẽ có khả năng mà giúp đỡ cho bạn này được không ạ? Chắc chắn là trong cuộc sống thì nó sẽ xảy ra nhiều cái gọi là bất ngờ, nhưng bất ngờ là những cái chúng ta không có dự trù trước được là nó sẽ xảy ra, nhưng chúng ta có thể dự trù trước và chúng ta chuẩn bị trước để lỡ như nó nếu nếu mà nó xảy ra đó thì chúng ta có cái biện pháp chúng ta ứng xử ngay lập tức. Thì với những người cao tuổi thì ngay từ đầu Phi có nói những cái vấn đề lớn nhất sẽ là chuyện té ngã nè, các cái bệnh lý nè, mạn tính, cái đợt cấp của bệnh lý mạn tính nè, hoặc là những cái đợt mà chúng ta bận rộn không chăm sóc được ông bà kỹ đó, thì sẽ có một số các vấn đề sau đây chúng ta có thể thực hiện để chuẩn bị sẵn sàng khi mà chúng ta không có mặt ở nhà thì ông bà cũng có thể tự mình để mà điều phối được những cái chuyện này. Cái thứ nhất á, là chúng ta nên có một cái bác sĩ riêng cho người cao tuổi trong nhà. Cái người bác sĩ này á phải là một cái người nói sao nhỉ, thân quen cái người cao tuổi, tính họ vậy đó. Bác sĩ giỏi bao nhiêu không biết, học Tây học Mỹ bằng cỡ gì không biết, nhưng mà đó là một người bác sĩ mà họ có thể nói chuyện được, hiểu hết, hồi xưa biết hết là ông bà sao, nhà có mấy đứa con mấy đứa cháu là rất thích nha. Tới nhiều khi nói chuyện mình rồi kể luôn chuyện con cháu nữa. Bác sĩ hiểu biết về căn bệnh của ông bà, theo dõi lâu ngày. Những cái bác sĩ riêng như thế này là những cái bác sĩ ở nước ngoài, họ có cái hệ thống bác sĩ gia đình đó. Ở đây chúng ta có thể là bác sĩ phòng mạch, hoặc là những bác sĩ mà ông bà khám nhiều lần và quen, thì chúng ta luôn luôn nên có điện thoại sẵn để nếu như trường hợp mà cần, ông bà sẽ gọi điện cho cái người bác sĩ đó. Cái thứ hai là chúng ta chuẩn bị sẵn trong nhà một cái hộp và sơ cứu gồm có bông băng nè, rồi thuốc cái cồn iốt nè, rồi nước cái muối sinh lý để mà rửa các vết thương, để lỡ như cái trường hợp mà ông bà bị đầy xước vậy đó, ông bà có thể tự xử lý được cái chuyện này. Và ở trong nhà mình thời nãy chị cũng có nói qua, chúng ta sẽ phải, những người cao tuổi sẽ phải có cái chỗ vịn hết, dù cho là một cái bàn ghế được cứng này, hoặc là gắn những cái chỗ vịn trên tường để tránh cái tình trạng té ngã. Chúng ta chuẩn bị sẵn sàng để không có xảy ra cái tình trạng đó. Rồi khi mà chúng ta vắng nhà, nếu ông bà không thể tự chăm sóc mình thì chúng ta có thể thuê hoặc là nhờ một cái người thân nào đó, thuê một cái dịch vụ nào đó để theo dõi ông bà trong cái thời gian mà chúng ta không có tại nhà. Thì cái này thì nếu như mà chúng ta có con á thì chúng ta cũng có thể nhờ các cái đứa bé nhà mình, lưu ý cái chuyện là trẻ con nhà mình thì nhiều khi nó ham chơi, rồi nó lại nói chung là có nhiều cái yếu tố để cho nó sao nhãng trong cái việc chăm sóc ông bà, thì mình cũng có thể nhắc nhở, mình có thể lắp camera để theo dõi ông bà. Và mà cái chúng ta cũng nên lưu có một cái phòng khám, có một cái gọi là cái phòng khám mà thường xuyên với ông bà đó, tìm sẵn cho ba mẹ một cái phòng khám gia đình để mà lưu ý số của cái phòng khám là có sẵn trong cái sổ. Và cuối cùng nữa là chúng ta sẽ phải chuẩn bị sẵn các cái thực phẩm ở trong gia đình để khi mà lỡ như những cái buổi mà chúng ta về muộn thì thay vì mình chưa có nấu ăn kịp thì ông bà cũng sẽ có những cái bữa ăn phụ như vậy. Thì yêu cầu thì Phi ngay từ đầu Phi nói rồi, những cái thực phẩm của mình nó thì sao, nó phải cung cấp một cái lượng chất dinh dưỡng vừa phải cho cái bữa ăn của ông bà nè, rồi cái lượng đường nó không quá cao, không được làm tăng đường huyết nè, có nhiều cái dạng chất xơ hòa tan, bổ sung đầy đủ các cái vitamin, các cái chất khoáng. Rồi bổ sung đầy đủ những cái thành phần chất dinh dưỡng mà làm chậm hấp thu đường, có vitamin K2, rồi có thêm những cái chất như là choline để mà làm tăng cái hoạt tăng cái bảo vệ cái tế bào não để chống lại cái tình trạng hay quên của ông bà. Như vậy thì một cái loại thực phẩm mà rất dễ chế biến, rất dễ được sử dụng khi mà chúng ta về muộn, hay là khi mà chúng ta ông bà cần một cái bữa ăn khi mà đói, tập thể dục nhiều hơn chút mà đói gì đó, thì chúng ta nên để sẵn trong nhà, ví dụ như là các cái loại sữa mà đã được tính toán sẵn cái khẩu phần để ông bà có thể uống một cái khẩu phần như vậy và thay được một cái bữa ăn là bữa ăn chính hay là bữa ăn phụ gì đó. Thì đó là một số các cái vấn đề bạn có thể bố trí sẵn tại nhà. Và đương nhiên là để làm chuyện này chúng ta cần phải nói chuyện với ông bà, có cái sự hợp tác của ông bà nha. Chọn bác sĩ nào thì phải có ý kiến của ông bà, đừng có tự chọn bởi vì lý do bác sĩ đó xịn quá, hoặc là nhờ ai chăm ông bà, phải là một cái người hay chuyện, nói chuyện hợp với ông bà đó. Như vậy thì chúng ta cũng phải có cái ý kiến của ông bà trong chuyện đó. Chúng ta phải hướng dẫn ông bà cách sử dụng cái hộp sơ cứu ra làm sao, cái cách pha sữa ra làm sao, lỡ con về muộn thì ba pha đỡ ly sữa này ba uống, thì rồi con về con nấu cơm sao. Như vậy thì tất cả những cái đó phải được trao đổi.
Và nói đi nói lại thì Phi vẫn tâm đắc cái điều mà cả Hương lẫn chị Thúy vừa nói hồi nãy, rằng khi mà chúng ta có cái tình yêu thương á thì tất cả mọi thứ nó sẽ rất dễ dàng, dù cho là mình nói với vợ mình, với chồng mình, với con mình. Cho nên cái cần xây dựng đầu tiên chính là cái tình yêu thương, có cái đó thì chúng ta sẽ làm tất cả mọi thứ khác. Dạ rồi, cảm ơn rất là nhiều. Mình muốn bổ sung thêm một chi tiết nữa, đó là cái sự gọi là chia vai cùng nhau lo giữa các anh chị em trong cùng một gia đình. Dĩ nhiên là khi mà cha mẹ sống với chúng ta trong một nhà thì mình là người có trách nhiệm lớn nhất, nhưng mà nếu như mà anh chị em trong gia đình mà thương nhau á thì tự nhiên sẽ có một cái sự san sẻ một cách chủ động. Ví dụ như gia đình Quỳnh Hương đi đó, lại cũng nói chia sẻ này một chút câu chuyện nhà của em thôi. Nhà em không có con trai, chị Phi, cho nên là từ nhỏ đi là bốn đứa con gái đã lớn lên, nhưng mà cha lại không có kỳ thị, cha không có cảm thấy xấu hổ là không có con trai để nói giỏi là bị ngồi chiếu sau chiếu trước gì, cho nên cả bốn đứa em đều rất là yêu thương cha mẹ của mình. Cái lớn lên rồi thì dĩ nhiên mỗi đứa nó có một cái ngành nghề khác nhau và mỗi đứa có thế mạnh và thế yếu riêng, nhưng mà tự nhiên sau mà bởi chính vì vậy Quỳnh mới tâm đắc là có tình yêu thương là nó sẽ có tất cả đó, tự nhiên sẽ chan hòa được với nhau, là đứa này sẽ làm ăn dễ hơn một chút thì nó sẽ gánh được cái mặt về mặt tài chánh nè, lo cho cha mẹ được về tài chánh, thì cái đứa kia nó sẽ gọi là bỏ công ra để mà chạy qua chạy lại lo cho cha mẹ thêm một chút và sẽ không có cái chuyện tị nạnh. Quỳnh nói một cái chi tiết hết sức là tế nhị, đó là mình đừng bao giờ mà gọi là phải phân chia coi đây là nhiệm vụ của ai, kể cả người chồng hay người vợ hay hoặc là tất cả các anh chị em trong gia đình, thì khi mà mình làm với cái cảm giác là mình đừng có nghĩ đó là mẹ chồng hay mẹ vợ của mình hay đó là ba chồng hay ba vợ, mà mình coi đó như là cha là mẹ của mình thì tự nhiên mọi chuyện nó sẽ khác. Cũng như là mình đừng có tị nạnh là cái này thì lẽ ra anh phải làm, lẽ ra chị phải làm, tại sao cô phải làm, đừng bao giờ nghĩ như vậy. Thì ai có trong khả năng mình cứ làm, tự nhiên mọi chuyện nó sẽ đâu vô đó một cách rất là êm đẹp. Và cái này thì lại nhắc lại một lần nữa là tại vì Quỳnh Hương thì từ nhỏ lớn là cha mẹ ở trong cái truyền thống là thờ cúng ông bà, rồi gia đình cũng là gia đình Phật tử, cho nên Quỳnh hiểu cái đó, nó thật sự mình không có tính đâu mọi người, nhưng mà nó tạo ra một cái phần công đức rất là lớn cho mọi người luôn. Cho nên mọi người xin hãy đừng đừng có mà phân chia nhau và đừng có tị nạnh nhau nữa ha. Vũ trụ này rất là giỏi luôn, âm thầm quan sát tất cả mọi cái gì mà các bạn đang làm, đang nghĩ, đang nói, đặc biệt là trong cái phần mà mình đang đối xử với cha mẹ mình. Thành ra xin đừng toan tính và cũng đừng có cân đong đo đếm, cứ hết lòng hết dạ đi rồi chắc chắn các bạn sẽ được bù đắp lại một cái phần rất là xứng đáng, ngay cả khi bạn không hề mong chờ chuyện đó ha. Vậy thì ở đây khi mà trước khi chúng ta khép lại một cái chủ đề hết sức là bổ ích ngày hôm nay, thì bởi vì là rất nhiều người đang lo lắng về cái bệnh về Alzheimer ha, tức là cái bệnh giảm trí nhớ tự nhiên, thì xin phép chị Yến Phi cho Quỳnh xin chia sẻ lại mọi người một cách ngắn gọn những cái gì mà tụi Quỳnh học hỏi được, chứ còn chị Yến Phi thì chắc chắn sẽ rất là rành về cái căn bệnh này rồi, nhưng mà tụi Quỳnh đã học hỏi được và tham khảo được để cho mọi người một chút dữ liệu để hiểu nó là bệnh ha. Cái căn bệnh mất trí nhớ tự nhiên ở người già được hiểu là bệnh Alzheimer, tại vì được đặt theo tên của một vị bác sĩ người Đức tên là Alzheimer. Ông đã công bố cái bệnh này vào đầu thế kỷ trước các bạn, là vào năm 1906. Vậy thì cái tuổi cao á nó là một cái nguy cơ chính cho cái tỷ lệ mắc bệnh. Cho nên nếu như mà chúng ta lớn tuổi lên từ từ và chúng ta bắt đầu quên quên nhớ nhớ thì chúng ta phải hiểu là chúng ta có khả năng gọi là bắt đầu đi vào trong cái căn bệnh này. Và sau cái tuổi 65 thì cứ sau một 5 năm một lần thì cái nguy cơ mà bệnh nhiễm cái bệnh Alzheimer này nó sẽ tăng lên gấp đôi, và triệu chứng bắt đầu từ những cái biểu hiện là suy giảm trí nhớ rồi trầm cảm rồi thay đổi hành vi hay tâm trạng vân vân. Cho nên là nếu như mà trong trường hợp này chúng ta quan sát thấy cha mẹ mình có những cái khả năng giống như vậy thì rõ ràng là con cái mình phải lập một cái kế hoạch chủ động, bao gồm một cái các yếu tố mà nãy chị Phi có nhắc tới, bây giờ Quỳnh chỉ còn tóm lại cho các bạn nhớ dễ thôi, đó là chúng ta phải tập cho ông bà tập luyện não bộ nè, vận động thể lực nè, và dinh dưỡng đúng cũng sẽ giúp giảm các triệu chứng của bệnh. Và bây giờ khi mà mình còn đang ở cái lứa tuổi trung niên thì làm ơn tập trước từ từ đi, thì mình sẽ đỡ giảm cái bệnh đó khi mà mình bước vào trong cái lứa tuổi về già ha. Vậy thì khi mà khép lại cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, Quỳnh muốn thưa với lại tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình rằng
giữa hai thế hệ nói gì thì nói vẫn có một cái khoảng cách nhất định giữa 20 tuổi ha, 20 tuổi, 30 tuổi, và chúng ta dễ nhìn vào trong cái khoảng cách này và chúng ta nói rằng đó là sự khác biệt giữa các thế hệ, generation gaps, mà chúng ta không nhìn ra được một bản chất gọi là thậm thâm sâu thẳm hơn, vi tế hơn và thiêng liêng hơn. Đó là một sợi dây vô hình gắn kết giữa chúng ta và cha mẹ, và cha mẹ và chúng ta không thể nào tách rời. Vì vậy, nếu mà giữa những cái gọi là mặt hiện tượng ở bên ngoài, chúng ta thấy rằng có sự khác biệt giữa các thế hệ là có, và bởi vì nó là cái mà hiện tượng mà, cho nên nó rất là dễ thấy, nó rất là dễ làm cho chúng ta bị chấp mắc, bị phiền não, bị bực mình, bị ức chế, thì chúng ta vẫn phải quy về cái gốc ngọn của vấn đề, đó là chúng ta buộc phải thương nhau, chúng ta hướng về nhau, bởi vì chúng ta là một mối quan hệ không thể tách rời. Vì vậy, nếu mà chúng ta biết chấp nhận cái sự thật này, chúng ta không nhìn vào trong những cái hiện tượng có vẻ chấp mắc, có vẻ buồn bực, có vẻ khúc mắc giữa ta và cha mẹ của mình, và chúng ta hướng về cái tình yêu thương thiêng liêng cao cả nhất vốn mà chúng ta rất dễ quên, thì tự nhiên chúng ta sẽ nhìn ra được rằng cái gia đình này nó chính là một cái tổ ấm, nó nuôi cho chúng ta có cái mà chúng ta đang có ngày hôm nay. Không có cha mẹ mình, thậm chí cái thân mạng mình còn không có nữa, chứ đừng có nói tới là bây giờ mình còn lớn rồi, mình còn thành đạt rồi, mình còn làm được đủ thứ ha. Vì vậy, hãy tập gọi là quy lại về gốc ngọn để hiểu và thương, thì tự nhiên chúng ta sẽ có đủ cái sự kiên nhẫn, chúng ta sẽ có đủ cái tình thương, cái vitamin E giống như chị Thúy nói, để chúng ta có thể lắng nghe được cha mẹ của mình một cách yêu thương hơn, nhẫn nại hơn, với một cái sự gọi là thấu hiểu hơn, rồi thì từ từ mọi cái sẽ được cầu một cách rất là vi diệu. Các bạn Quỳnh rất là thích dùng cái chữ vi diệu, tại vì nó có những cái mình giải thích không có được nha, chỉ cần mình giống như mình bật lên một cái công tắc lên, đây là cha mẹ mình, đây là người đã cho mình cái mạng sống này, và mình phải biết biết ơn về điều đó, mình phải biết yêu thương về điều đó, là tự nhiên cái mọi cái nó sẽ được hóa giải một cách rất là vi diệu, quay về tình thương và lòng biết ơn hen. Vậy thì ở đây chúng ta bắt đầu quay lại với một cái phần mà có lẽ là rất là nhiều quý vị khán thính giả đang rất là trông chờ. Tại vì nói gì thì nói, bên cạnh những cái gọi là những cái món quà tinh thần, là những chia sẻ rất là quý từ phía quý vị khán chuyên gia của chúng ta ngày hôm nay, thì liệu ai sẽ là 20 quý vị khán giả rất là may mắn, hữu duyên có được những cái phần quà từ phía Varna, thì các bạn nào mà đã làm được đúng theo hai cái bước mà chúng mình đã yêu cầu khi tham gia mini game. Thứ nhất là chúng ta chia sẻ livestream ở chế độ công khai. Thứ hai là các bạn có gửi bình luận về cho chương trình để đưa ra những cái điều quan tâm về cha mẹ. Thì ban tổ chức của chúng mình chọn ngẫu nhiên 20 người khán giả để trao tặng những cái phần quà may mắn này sau khi buổi livestream này kết thúc. Và Quỳnh Hương cũng như là chị bác sĩ Yến Phi cũng như là tiến sĩ tâm lý chị Thúy thật sự rất là vui khi nhận được rất là nhiều sự quan tâm cũng như là những dòng bình luận chia sẻ đầy ý nghĩa từ quý vị khán thính giả gửi về cho chương trình từ đầu chương trình cho tới bây giờ luôn. Và hy vọng rằng những lời tư vấn nè, những chia sẻ từ quý vị khán giả chuyên gia cũng như là những cái phần mà gọi là chia sẻ thêm về những cái kinh nghiệm của bản thân Quỳnh Hương khi mà chúng ta cùng trao đổi thông qua một cái cuộc bàn tròn đầy chân thành này cũng sẽ rất là hữu ích cho các bạn trong việc chuẩn bị một cái hành trang thực sự là vững vàng để cho chúng ta có thể đồng hành cùng cha mẹ của mình khi mà cha mẹ mình về già. Và tất cả chúng tôi cũng thương chúc tất cả quý vị khán thính giả thật là nhiều sức khỏe, tinh thần thật là thoải mái và sảng khoái để tận hưởng một cái cuộc sống thật là tươi đẹp như là bản chất của cuộc sống chúng ta vốn là như vậy. Và bây giờ thì chương trình cũng đã đi vào trong những cái giây phút cuối cùng rồi. Cảm ơn tất cả các chị chuyên gia đã cùng đồng hành với tụi mình thông qua một cái buổi chia sẻ rất là hay, lắng nghe để sống khỏe ngày hôm nay. Cảm ơn chị bác sĩ Yến Phi, cảm ơn tiến sĩ Thúy. Và không quên gửi lời cảm ơn quý vị khán giả. Nếu mà quý vị nào còn ngồi mà xem ba chị em chúng tôi chia sẻ cho tới giờ phút này, có nghĩa là chúng ta đã gắn bó với nhau
Và chắc chắn rằng những cái thông tin mà quý vị đã gọi là nhận được, nó không bổ bề ngang, nó cũng sẽ bổ bề dọc, là một cái hành trang cho quý vị trong cái hành trình sống dài hơn, hướng tới cái sự gọi là hành trình lão hóa an lành như là chúng ta mong ước. Và chúng tôi sẽ tiếp tục đến với quý vị và các bạn trong những cái số phát sóng tiếp theo, định kỳ hàng tháng cũng trên trang Fanpage này. Cho nên quý vị hãy có thể bấm like hoặc là follow, tức là bấm thích hay là theo dõi, để đừng bỏ lỡ những cái tập tiếp theo cũng rất là bổ ích ha, từ những cái quý vị chuyên gia khác nữa. Và xin hẹn gặp lại, cũng như là gửi niệm lành tới tất cả mọi người. Xin chào. Cảm ơn bác sĩ Phi và cảm ơn chị Quỳnh Hương. Cảm ơn quý vị khán giả. Xin cảm ơn Quỳnh Hương, cảm ơn nhãn hàng Mặt Na, cũng như là cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn.